Vương Phi đa tài đa nghệ, Hạ Thương Mai. Chương 571, bệnh dịch hạch. Trên chiến trường dừng chiến tranh, nhưng Mộ Dung Khanh và Trấn Quốc Vương gia đều biết, chiến tuyến của bọn họ chính thức kéo ra rồi. Đây là một chiến tuyến của phái chủ chiến và phái chủ hòa của Bắc Mạc, chỉ là phái chủ hòa gia nhập Mộ Dung Khanh kẻ ngoại lai này. Khi Trấn Quốc Vương gia trở về, tức giận nói với Phương Thừa Tướng, Mộ Dung Khanh tên nhà quê này, quá ngang ngược rồi, ở trong đất của Bắc Mạc ta, nói chuyện nửa điểm khách khí cũng không có, chẳng lẽ thật sự tưởng bản vương không dám động tới hắn sao? Nếu bản vương động thử, hắn chết không có đất chôn thân. Phương Thừa Tướng lại trầm mặc rồi, ông ta biết, Mộ Dung Khanh hôm nay không tính là ngông cuồng, làm Thừa Tướng của Bắc Mạc, cũng là nhân vật đầu não của phái chủ chiến, ông ta đối với Mộ Dung Khanh tự nhiên có một phen điều tra. Người này thủ đoạn không nói tàn độc, cũng không phải đặc biệt ác, nhưng làm việc rất đến nơi đến chốn, là một người văn võ song toàn, lại giỏi tính kế, bày bố âm mưu đến mức một giọt nước không lọt. Ở Đại Chu, thời kỳ hắn nhậm chức nhiếp chính vương, toàn lực chỉnh đốn quan viên tham ô, thủ đoạn cao minh, một lượt này đến lượt khác, ngay cả hoàng đế Đại Chu cũng không có thủ đoạn và dũng khí như này. Người đế vương, dũng khí là rất quan trọng. Sao hả, ngươi cũng cảm thấy tên nhà quê đó có thể làm nên trò trống gì? Trấn Quốc Vương gia không vui liếc nhìn Phương Thừa Tướng. Phương Thừa Tướng ngón tay gõ trên đùi, nói, Vương gia, Mộ Dung Khanh không nên xem thường, vẫn là cẩn thận ứng đối thì tốt hơn. Hắn ở trong đất Bắc Mạc ta, có thể làm cái gì? Ngươi chính là nâng cao chí khí của người ta, hạ thấp uy phong của mình. Trấn Quốc Vương gia không vui nói. Phương Đại Nhân lắc đầu, không, Vương gia, lời này của bản vương không phải là nâng cao chí khí của người ta, ngài vừa rồi nhìn thấy thân sắc của Hạ Thương Mai và Mộ Dung Khanh rồi chứ. Bọn họ đối với dịch bệnh, dường như là tính toán rồi, một khi bọn họ chữa khỏi bệnh dịch rồi, vậy thì, ở Bắc Mạc hắn có danh vọng nhất định. Đừng quên người nhà của Tần Châu Đại Tướng Quân, hiện nay cũng nhiễm bệnh, nếu như phu phụ Mộ Dung Khanh cứu được người nhà của Tần Châu Đại Tướng Quân, bên phía Tần Châu Đại Tướng Quân, liệu có? Trấn Quốc Vương ra nheo mắt, điều này ngược lại xứng lo lắng. Tần Châu con người này, rất xem trọng gia tộc của mình, nếu như Hạ Thương Mai thật sự nghiên cứu ra được phương thức chữa khỏi cho người nhà của nàng ta có lẽ thật sự sẽ niệm tình. Nữ nhân thật là phiền phức, tuyệt đối không thể để Tần Châu mềm lòng. Ông ta suy nghĩ một lát, kéo dây cương dừng lại, gọi thị vệ tới, người chủ sự của nơi này có phải tên là Tô Mộc không? Người tối nay dân hắn đến gặp bản vương. Vâng, thị vệ đáp. Mộ Dung Khanh trước khi xuống núi, Thương Mai cuối cùng đã chắc chắn tình trạng bệnh. Trước đó đã có nghi ngờ, nhưng vì thời gian tiếp xúc ngắn, bệnh này lại rất hung hiểm, cô không dám tùy tiện đưa ra kết luận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng... vừa rồi nhìn thấy một bệnh nhân của khu phía Tây chết đi, cô biết, chẩn đoán của mình chắc là không có sai rồi. Bệnh này, dựa một mình cô, căn bản không có cách. Ta hy vọng phán đoán của mình sai lầm, ta nghi ngờ là bệnh dịch hạch. Bệnh dịch hạch, Mộ Dung Khanh chưa từng nghe đến bệnh dịch hạch, nàng là nói, đây là bệnh do chuột mang đến cho con người. Lợi hại không? Văn hiến ghi chép, toàn cầu. Văn hiến ghi chép của mấy quốc gia cộng lại. Bệnh dịch hạch đã từng bùng phát 3 lần với quy mô lớn, số người chết cộng lại, là nhân khẩu của mấy nước chúng ta cộng lại. Nghiêm trọng như vậy sao? Mộ Dung Khanh sững ra, trước đó nàng không phải là nói chỉ là virus bình thường hay sao? Không, không phải Thương Mai rõ ràng rất lo lắng, lúc đó ta không dám chẩn đoán ngẫu hứng, bởi vì, bệnh truyền nhiễm ta tiếp xúc không nhiều, nhưng qua mấy ngày quan sát và dùng thuốc, cộng với số người chết tăng lên, các loại triệu chứng cộng lại, khả năng là bệnh dịch hạch rất lớn. Trời à, Mộ Dung Khanh không khỏi sửng sốt, nghiêm trọng như vậy sao? Bệnh dịch hạch này không có cách chữa trị hay sao? Bệnh mà chuột truyền nhiễm này sao lại lợi hại như thế? Nghe thấy hắn nói như thế, Thương Mai có thể kết luận, bất luận là Đại Chu hay Bắc Mạc, chắc đều chưa từng bùng phát bệnh dịch hạch. Đây là một loại bệnh truyền nhiễm mang tính hủy diệt. Bệnh dịch hạch có thể truyền nhiễm qua hô hấp, cho nên, khu phía Tây bị cách ly, Thương Mai rất tán thưởng cách làm của Tô Mộc. Nếu như không phải là hắn ta sớm khoanh vùng khu vực, người của Mộc Trại đã chết quá nửa. Đương nhiên cũng không phải là nói tiếp xúc với bệnh nhân bị bệnh dịch hạch thì nhất định sẽ bị lây nhiễm, cái này phải xem sức đề kháng. Nhưng, tóm lại tính truyền nhiễm rất cao, cũng rất nguy hiểm. Toàn cầu đã từng 3 lần bùng phát bệnh dịch hạch cỡ lớn, lần đầu tiên là vào thế kỷ thứ 6, bắt đầu từ Trung Đông, lúc đó gần như tất cả các nước đều bị lây nhiễm, tạo ra cái chết của 100 triệu người.
Lần thứ hai, là vào thế kỷ thứ 14, lần đó cũng tạo ra cái chết của một lượng lớn con người, không kém lần đầu tiên. Lần thứ ba bùng phát, đến từ Vân Nam nước T, là vào giữa thế kỷ 19, do Hồng Kông lây lan ra khắp thế giới, trong 6 năm, hơn 60 quốc gia đều có báo cáo về cái chết của bệnh dịch hạch. Bệnh dịch hạch lần này, duy trì trong thời gian rất dài, số người chết, căn cứ theo thống kê không hoàn toàn là vào khoảng 13 đến 25 triệu người. Đây là bệnh rất khủng khiếp, bị gọi rằng bệnh hắc tử. Thương Mai không phải là người của khoa bệnh truyền nhiễm, nghiên cứu đối với bệnh truyền nhiễm rất ít. Nhưng, cho dù có nghiên cứu đối với bệnh truyền nhiễm ở hiện đại ở nơi này gần như có thể nói là không có tác dụng, bởi vì hiện đại dùng thuốc của bệnh dịch hạch, nơi này không có. Thương Mai biết một số phương thuốc chữa trị bệnh dịch hạch, hai ngày nay cũng cho những bệnh nhân đó dùng, bệnh tình có hơi ổn định, nhưng không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Chứng minh những phương thuốc này cũng không chữa khỏi hoàn toàn bệnh dịch hạch. Hơn nữa, cho dù là ở hiện đại mà nói, người có triệu chứng ban đầu quá nửa có thể chữa khỏi, nhưng bệnh tình nghiêm trọng, phải dùng lượng lớn thuốc kháng sinh mới có thể chữa trị, hơn nữa cũng không phải là 100% có thể chữa khỏi. Ở cổ đại, y học còn lạc hậu này, chữa trị bệnh dịch hạch càng thêm khó khăn. Hơn nữa, chỉ kiểm soát mà thấy, cũng rất khó khăn rồi, sau động đất, thi thể chưa kịp xử lý, rắn trùng chuột kiến gặm nhấm thi thể, dẫn tới dịch bệnh lây lan. Vậy cách gì cũng không có sao, Mộ Dung Khanh sau khi sửng sốt, lập tức hỏi. Tạm thời còn chưa có cách gì tốt cả, chỉ mong lần này không phải là quy mô lớn, cho nên chúng ta phải thông báo cho Hoàng đế của Đại Chu chúng ta, bảo người hạ chỉ, cả nước diệt chuột diệt sâu bọ, hơn nữa nghiêm cấm người Bắc Mạc tiến vào cảnh nội của Đại Chu chúng ta. Trong ba lần đại dịch, cũng có địa phương từng bùng dịch bệnh, nhưng cũng không có phổ biến, số người chết cũng tương đối ít, cái này là khống chế phải tốt. Thương Mai hy vọng loại bỏ được nguồn lây nhiễm, nếu không bệnh dịch hạch một khi lây lan ra, là sự tổn hại mang tính hủy diệt. Bản vương hiểu rồi, bản vương lập tức xuống núi. Mộ Dung Khanh biết Thương Mai sẽ không nói bừa, cô nếu đã nói là bệnh dịch hạch, vậy thì nhất định là bệnh dịch hạch. Mọi người xuống núi sao? Ai, cũng là hết cách rồi, uống thuốc trước rồi xuống núi, cố gắng ít tiếp xúc với người khác. Thương Mai thật ra trong lòng cũng sợ hãi, bởi vì cô không có thuốc. Thương Mai bảo người của Mộc Trại gấp rút làm thật nhiều khẩu trang, tất cả mọi người đều bắt buộc phải đeo khẩu trang. Hơn nữa, điều chế thuốc nước, tiêu độc trong phạm vi lớn của Mộc Trại, thi thể toàn bộ hỏa thiêu, đồ của người bệnh chết, cũng phải thiêu. Thương Mai không ngừng đổi phương thuốc, hy vọng có thể khống chế sự lây lan của tình trạng bệnh. Khi toàn cầu bùng dịch, lúc đó đối với bệnh dịch hạch nhận thức không nhiều, cho nên sẽ tạo ra số lượng lớn người chết. Thương Mai hy vọng có thể dựa vào kiến thức của mình về bệnh dịch hạch, kiến thức đối với trung y, ngăn chặn trận dịch bệnh này trở thành đại dịch bệnh dịch hạch. Ông trời nếu như là muốn trừng phạt Hoàng đế Bắc Mạc, không nên trừng phạt lên người của bách tính. Hơn nữa, bệnh dịch hạch một khi lây lan rộng, không có đường biên giới, tất cả các nước đều sẽ bị ảnh hưởng. Chương 572, chịu cản trở. Bởi vì có sự hỗ trợ của người của Cục Huệ Dân đã ban hành lệnh vệ sinh. Thương Mai yêu cầu Trúc đại nhân của Cục Huệ Dân hạ lệnh cả nước diệt chuột, hơn nữa một phương thuốc, bảo bách tính của cả nước đều dùng phương thuốc này, mặc kệ là có bệnh hay là người không có bệnh, mặc kệ là người của khu dịch bệnh hay là người của khu an toàn. Trúc đại nhân một chút cũng không phối hợp, người đây không phải là làm loạn sao? Người có bệnh dùng thuốc thì thôi đi, người còn muốn người không có bệnh cũng dùng thuốc. Hoàng thượng nói để Cục Huệ Dân các ngươi toàn lực phối hợp với tất cả hành vi cứu chữa của ta. Đây chính là bước đầu tiên ta làm, nếu như ngươi không làm, ngươi tự mình vào cung thỉnh tội. Thương Mai nghiêm nghị nói. Trúc đại nhân rất tức giận, Hoàng thượng là muốn Cục Huệ Dân phối hợp với hành động chữa trị của Vương Phi, chứ không phải làm bậy, người kêu bản quan hạ lệnh, cũng phải hợp tình hợp lý chứ. Người không bị bệnh này uống thuốc làm cái gì? Phòng ngừa truyền nhiễm. Uống thuốc này thì có thể phòng ngừa truyền nhiễm sao? Không phải là nhất định có thể, nhưng có tác dụng phòng ngừa nhất định. Không, bản quan không thể làm như thế, Vương Phi tự mình vào cung xin chỉ đi. Trúc đại nhân nói, sau khi ban lệnh này xuống, đó chính là một trò cười, các quan viên sẽ cười nhạo hắn ta vô tri vô năng, bách tính đều sẽ chỉ trích hắn ta làm càn. Cả nước uống loại thuốc này, phải tốn bao nhiêu ngân lượng chứ? Hiện nay quốc khố trống rỗng, nhiếp chính Vương Phi này là muốn hao mòn quốc khố sao? Trúc đại nhân căn bản không tin người của Đại Chu và Bắc Mạc có quan hệ đối địch. Bọn họ sao sẽ thật lòng giúp đỡ chứ? Thương Mai nhìn bóng lưng của hắn ta, biết hắn ta là người của phái chủ chiến,
cảm thấy bất lực sâu sắc. Hiện nay người có thể giúp đỡ, chỉ có An công chúa rồi. Loan Loan, tối nay nhìn thấy Tô đại nhân rồi sao? Thương Mai về phòng hỏi Loan Loan. Loan Loan nói, xuống núi rồi. Xuống núi rồi, Thương Mai ngây ra, hắn từng tiếp xúc với bệnh nhân của khu phía Tây, không thể xuống núi. Khi Trấn Quốc Vương ra bọn họ lên núi, bởi vì lúc đó Thương Mai còn chưa dám chắc chắn, cho nên để bọn họ xuống núi. Có điều may mắn là bọn họ không có tiếp xúc với bệnh nhân của khu phía Tây, nên không đáng ngại. Là bệnh gì, chẩn đoán chắc chắn rồi sao? Loan Loan hỏi. Thương Mai suy nghĩ một lát, người gọi Nhu Giao và Linh Lợi qua đây. Được, Loan Loan thấy thần sắc của cô ngưng trọng, cũng không dám rông dài, lập tức liền đi gọi người. Sau khi bốn người ngồi xuống, Thương Mai nói với bọn họ chẩn đoán của mình, cũng nói sự nguy hiểm của bệnh tình này cho bọn họ nghe. Sau khi ba người nghe xong thì đều rất sửng sốt, bọn họ căn bản không ngờ lại nghiêm trọng như thế. Vậy, phải làm sao đây? Sẽ chết rất nhiều người sao? Sẽ bùng phát đại dịch sao? Nhu Giao sợ hãi hỏi. Không biết, hy vọng sẽ không, nhưng ở khu bệnh dịch, đã có nhiều đợt bùng phát rồi, hiện nay không có kịp khống chế, đại dịch sẽ xuất hiện. Chúng ta nên làm gì? Chúng ta phải đi sao? Linh Lợi bình tĩnh hỏi. Không, không, không thể đi, trước tiên không nói đến cái khác, chúng ta đều từng tiếp xúc với bệnh nhân, không thể đi được. Thương Mai đưa tay ấn một chút, nghĩ một cách, thông báo cho An công chúa, cầm phương thuốc của ta xuống, để mọi người đều dùng. Người có phương thuốc có thể chữa khỏi rồi sao? Đáy mắt Loan Loan bỗng xuất hiện sự vui mừng. Không, phương thuốc này không thể chữa khỏi, chỉ là tăng cường sức đề kháng, còn thanh nhiệt tiêu độc, khu dịch bệnh. Cần phải tiến hành tiêu độc trong phạm vi lớn, diệt nguồn lây nhiễm như chuột sâu bọ. Nhưng chúng ta không thể xuống núi, làm sao tìm được An công chúa? Nhu Giao hỏi. Đây là một vấn đề, trước đó không chẩn đoán ra, còn nói có thể cử người xuống núi, nhưng hiện nay đã chẩn đoán ra rồi, ba người bọn họ đều không thể xuống núi, người của nơi này đều không thể xuống núi. Còn nữa, những đại phu của cục huệ dân đó, cũng không thể đi. Thời gian ủ bệnh của bệnh dịch hạch. Là 2 đến 8 ngày, muốn xuống núi, bắt buộc phải cách ly khoảng 8 ngày. Nhưng, 8 ngày sau, bên ngoài có tình trạng gì? Ai cũng không dám nói. Tô Mộc tối đó trở lại, sau khi hắn ta trở lại, Thương Mai đi tìm hắn ta. Vương Phi, có chuyện gì sao? Sắc mặt của Tô Mộc có hơi trắng bệch, thấy Thương Mai bước vào, hắn ta vội vàng đứng dậy. Tô Đại Nhân, người có cách có thể liên lạc với công chúa không? Thương Mai hỏi. Tô Mộc gật đầu, có thể, hạ quan ngày mai có thể xuống núi, chỉ là Vương Phi tìm công chúa có việc sao? Ngươi không thể xuống núi, bây giờ ta đại khái chắc chắn bệnh tình rồi, là bệnh dịch hạch, là một loại bệnh có tính truyền nhiễm rất cao, sau khi ngươi xuống núi đã từng tiếp xúc với những ai? Ánh mắt của Tô Đại Nhân có hơi tránh né, hạ quan về nhà một chuyến. Thương Mai nhíu mày, ngươi về nhà rồi sao? Tô Đại Nhân nói, phải, hôm nay khi Trấn Quốc Vương ra đến, dẫn đến một thị vệ. Là hàng xóm với hạ quan, hắn nói với hạ quan, nói con trai của hạ quan phát sốt, liền về xem thử. Ngươi đã tiếp xúc với con trai rồi sao? Thương Mai bỗng trở nên khẩn trương, vậy ngươi phải mau chóng tìm một người, đưa phương thuốc của ta cho người nhà của ngươi, bảo bọn họ đều dùng. Tô Đại Nhân sững ra, dùng thuốc, phương thuốc giúp giảm sốt sao? Vậy ngược lại thì không cần, khi hạ quan trở về, nó đã hạ sốt rồi. Không phải, chúng ta đã từng tiếp xúc với bệnh nhân. Có khả năng sẽ bị truyền nhiễm, đây là một loại bệnh có tính truyền nhiễm cao, gây nguy hiểm đến tính mạng, có thể truyền nhiễm thông qua hô hấp, đứa trẻ trong nhà ngươi đang sốt, sức đề kháng giảm thấp, nếu ngươi mang mầm bệnh, nó có thể bị lây nhiễm. Tô Đại Nhân kinh ngạc, lợi hại như vậy sao? Phải, Thương Mai nói ra sự lợi hại của bệnh dịch hạch cho hắn ta nghe, bao gồm chuyện đã có bao nhiêu người đã chết vì bệnh dịch hạch cũng nói ra. Tô Đại Nhân nghe lời mà cô nói, nhìn cô. Hôm nay người của Trấn Quốc Vương ra lệnh hắn ta xuống núi, hắn ta phải tiếp kiến Trấn Quốc Vương ra, Vương ra nói, phu phụ Mộ Dung Khanh tâm tư khó lường, sẽ mưu hại Bắc Mạc, thậm chí sẽ tạo ra tin đồn, khiến cho bách tính của Bắc Mạc hoảng sợ. Mà cô sẽ nghiên cứu ra phương thuốc, nhưng phương thuốc này chưa chắc có thể chữa khỏi bệnh dịch, thậm chí, sẽ có hại đối với cơ thể của bách tính Bắc Mạc. Trấn Quốc Vương ra bảo hắn ta để ý Hạ Thương Mai, nếu như nàng ta đưa ra phương thuốc. Trộm trước rồi đưa cho ông ta sẽ để ngự y xem qua, xem có phải có hại với con người hay không. Lúc đó, hắn ta không quá tin lời của Trấn Quốc Vương ra,
bởi vì Nhiếp Chính Vương phi mà hắn ta thấy, không phải là người như thế. Nhưng hiện nay cô lại nói, bệnh này sẽ rất nguy hiểm, người của mấy nước đều sẽ vì bệnh này mà chết. Cái này quá hoang đường rồi. Nếu như câu nói này truyền ra ngoài, sẽ gây lên hoang mang cỡ nào chứ? Tô Mộc đang nghĩ, liền nghe thấy Thương Mai nói tiếp, tình hình này, người bắt buộc phải lập tức bẩm báo Hoàng thượng, còn các người có muốn tuyên bố chuyện này vào dân gian hay không, các người tự mình quyết định, nhưng ta cảm thấy nếu cấp thiết không giấu được bách tính, để bọn họ biết tính nghiêm trọng của sự việc, cũng dễ phòng bị. Ở hiện đại, dịch bệnh tuy vẫn không thể làm đến mức hoàn toàn sáng tỏ, nhưng dân chúng có quyền biết chuyện nhất định, giống như bệnh dịch hạch nguy hiểm như này, bách tính nên biết. Tô Mộc lại nghĩ đến câu nói mà Trấn Quốc Vương ra nói, nếu như phu phụ Mộ Dung Khanh thành công, Đại Chu sẽ không đình chiến, bọn họ sẽ vào lúc Bắc Mạc chịu xâm hại của bệnh dịch mà cơ hội tiến vào. Tô Mộc là người mong muốn hòa bình, luôn cảm thấy Trấn Quốc Vương ra dã tâm bừng bừng, nhưng hiện nay nghĩ đến lời của ông ta nói, cảm thấy sống lưng lạnh toát một trận. Nếu như những điều ông ta nói là thật, vậy thì, Bắc Mạc sẽ thật sự bị Đại Chu tiêu diệt. Tô Đại Nhân, người nghe thấy lời ta nói không? Thương Mai thấy hắn ta ngây người, gọi một tiếng. Tô Mộc ngẩng đầu, nói thẳng vào Thương Mai, nghe thấy, Vương Phi yên tâm, hạ quan sẽ nghĩ cách thông báo với An Công Chúa. Chương 573, Lòng Tiểu Nhân. Thương Mai nghe thấy hắn ta nói như thế thì có hơi yên tâm, được, ta bây giờ đi viết phương thuốc, người nghĩ cách đưa phương thuốc xuống núi, tốt nhất người đừng tự mình đi, có bô câu đưa thư thì dùng bô câu đưa thư. Khi Thương Mai biết Trấn Quốc Vương ra đến, để lại một lông bô câu, dùng để nhanh chóng bẩm báo tin tức. Được, hạ quan biết rồi, Tô Mộc trả lời, nhưng trong lòng hắn ta lại nói, tuyệt đối không thể thông báo cho An Công Chúa hôm nay đã vô cùng tin tưởng bọn họ. Tâm trạng của Tô Mộc rất phức tạp, bởi vì, vào trước lúc đó, hắn ta thật sự rất khâm phục Nhiếp Chính Vương Phi. Hắn ta còn từng cho rằng, Đại Chu và Bắc Mạc, sẽ có thể chung sống hòa bình, bởi vì hắn ta nhìn thấy thái độ của phu phụ Nhiếp Chính Vương. Nghĩ đến đây, hắn ta đột nhiên rất tức giận mình bị lừa rồi. Hắn ta quyết định đích thân xuống núi, đi tìm Trấn Quốc Vương ra. Hắn ta lập tức đến tìm Thương Mai lấy phương thuốc, sau khi lấy được phương thuốc thì liền xuống núi. Khi đi đến Trấn Quốc Vương phủ, đã là sáng hôm sau rồi. Trấn Quốc Vương ra còn chưa dậy, hắn ta đợi ở hàng lang. Đợi khoảng 15 phút. Trấn Quốc Vương gia liền triệu hắn vào. Trấn Quốc Vương gia vừa rửa mặt xong, còn đang tết tóc, nhưng thấy Tô Mộc sáng sớm đã tới rồi, biết là có chuyện gấp, liền để hắn ta vào. Hạ quan tham kiến Vương gia, Tô Mộc bước lên hành lễ. Miễn lễ, có chuyện gì? Trấn Quốc Vương gia soi gương đồng, dư quang nơi khóe mắt quét qua mặt Tô Mộc. Bẩm Vương gia, hôm qua sau khi hạ quan trở về, Nhiếp Chính Vương Phi nói với thân, bệnh dịch này gọi là bệnh dịch hạch. Sẽ lây lan rộng, thậm chí sẽ lây lan đến các nước khác, hơn nữa nàng ta bảo hạ quan thông báo cho An Công Chúa, bảo An Công Chúa chuyển phương thuốc ra ngoài. Phương thuốc, mắt của Trấn Quốc Vương ra sáng lên, nàng ta có phương thuốc rồi. Phương thuốc này không thể chữa hết bệnh, nói là tăng sức đề kháng đại loại gì đó, sau khi uống, cũng không phải là sẽ không nhiễm bệnh, chỉ là giảm bớt khả năng nhiễm bệnh thôi. Trấn Quốc Vương ra thất vọng một trận, lệnh người dừng tết tóc. Quay đầu nhìn Tô Mộc, phương thuốc gì? Ngươi cầm tới không? Cầm tới, ở đây, ngoài phương thuốc ra còn có một bức thư viết cho An Công Chúa. Tô Mộc rút phương thuốc từ trong ống tay áo ra, trình lên cho Trấn Quốc Vương ra. Trấn Quốc Vương ra mở ra xem, đọc không hiểu. Sau đó, hắn ta đưa bức thư cho nô tài, đọc. Nô tài nhận lấy, mở ra liền đọc, An Công Chúa, tình hình cấp bách, xin hãy bảo Hoàng thượng đem phương thuốc này công cáo với thiên hạ. Phương thuốc này tuy không thể chữa khỏi bệnh dịch, nhưng có thể giảm bớt khả năng lây nhiễm của bệnh dịch. Chỉ có như thế, Trấn Quốc Vương gia nhíu mày. Bẩm Vương gia, hết rồi. Không đầu không đuôi, cũng không nói là bệnh gì, phương thuốc này dùng để làm cái gì cũng không nói, cứ thế gửi cho An Công Chúa. Tô Mộc nói, bẩm Vương gia, Nhiếp Chính Vương Phi nói, bệnh này gọi là bệnh dịch hạch, đã từng tạo ra thương vong rất lớn, trong lịch sử cũng có ghi chép, đã từng có 3 lần bùng đại dịch. Mỗi lần bùng dịch, đều gây hại đến mấy nước. Bệnh dịch hạch, Trấn Quốc Vương ra cười lạnh một lời, bản vương căn bản chưa từng nghe, lời lừa gạt này quá không có trình độ rồi. Vương ra, phương thuốc này ngài xem có cần giao cho An Công Chúa hoặc Hoàng thượng không, hạ quan phải trở về trước rồi, nàng ta nói hạ quan đã từng tiếp xúc với bệnh nhân, không thể xuống núi, hạ quan là giấu nàng ta đi xuống.
người đi đi, có tin tức gì, nhớ lập tức báo cáo. Trấn Quốc Vương ra nói. Vâng, hạ quan cáo lui. Tô Mộc lùi ra ngoài. Trấn Quốc Vương ra cầm phương thuốc xem xét một lát, sau đó nói, tìm một đại phu tới. Vâng, nô tài nhận lệnh đi ra ngoài. Sau khi đại phu xem qua đơn thuốc, nói, bẩm vương ra, phương thuốc này, liền kiêu, xài hồ, cát cần, sinh địa, đương quy, xích thước, đào nhân, hồng hoa, xuyên phác, cam thảo, tô mộc, thạch cao, tổng cộng 12 vị, cộng thêm một phương thuốc thúc đẩy tuần hoàn máu và giải độc sao. Sao ghi chú, tình tiết câu chuyện này chỉ là hư ảo, đặc biệt là phương thuốc này không thể coi như là thật. Không có độc, Trấn Quốc Vương ra hỏi. Không có độc. Trấn Quốc Vương ra cảm thấy kỳ quái, vốn dĩ ông ta nghi ngờ phương thuốc này sẽ sinh ra độc tính. Nhưng nếu không có độc, lại không thể chữa khỏi bệnh, Hạ Thương Lan tại sao muốn truyền phương thuốc này ra chứ? Đây không phải là chuyện vô dụng sao? Cho đại phu lui ra, ông ta đem phương thuốc cất vào trong ống tay áo, đi vào cung. Sau khi hỏi ngự y nói giống như lời của đại phu, nhưng cũng có bổ sung, phương thuốc này thật ra dùng rất khéo, bệnh dịch do chướng khí độc khí bình thường gây ra, dùng phương thuốc này là cực tốt. Vậy phương thuốc này không có giúp đỡ gì cho bệnh dịch lần này sao? Cũng có thể nói như thế, hiệu quả chữa trị là có một ít, có lẽ đối với bệnh nhân vừa mới chớm đó mà nói, dùng theo phương thuốc này, có thể giảm nhẹ bệnh tình, thậm chí duy trì dùng thuốc sẽ tốt lên cũng không chừng, nhưng, đối với bệnh nhân bệnh đã nặng rồi, tác dụng của phương thuốc này không lớn. Trấn Quốc Vương ra thật sự là không thấu ý tứ của Hạ Thương Mai. Có điều, sau khi ngự y nói một câu, ông ta bỗng hiểu rồi. Ngự y nói, thuốc của phương thuốc này, không có rẻ, gia đình bình thường, một gia đình đều dùng mấy ngày, sợ rằng không gánh nổi, sinh địa và đương quy trong phương thuốc này, sản lượng của nước ta rất ít, chỉ có thể mua từ Đại Chu. Ánh mắt của Trấn Quốc Vương ra lạnh đi, đây chính là mục đích của cô. Phương thuốc này nếu như ban xuống, triều đình bắt buộc phải điều chỉnh giá cả của dược liệu, lại từ Đại Chu thu mua số lượng lớn dược liệu về, như này tiêu tốn một khoản ngân lượng lớn, quốc khố vốn đã trống rỗng, muốn cứu trợ thì phải điều chỉnh quân lương, còn phải dùng để mua dược liệu, căn bản không gánh nổi. Nhưng, phương thuốc này nếu công bố ra, bách tính chắc chắn sẽ xem nó thành phương thuốc cứu mạng, dược liệu này không thể thu mua, bách tính nhất định sẽ bạo động. Nghĩ đến đây, ông ta không khỏi cười lạnh, giỏi cho một nữ nhân độc ác. Kỳ Vương tên ngốc đó, vậy lại tin bọn họ là thật lòng đến giúp đỡ Bắc Mạc. Nghĩ đến đây Tần Châu sắp trở về, ông ta phải trước tiên thông báo cho bên phía Tần gia, bảo Tần gia lão tướng quân biết độc kế của Hạ Thương Mai. Sau khi ông ra rời khỏi cung, liền lập tức đến Tần gia. Lão gia tử của Tần gia, là tổ phụ của Tần Châu. Phụ thân của Tần Châu đã chiến tử xa trường, được truy phong thành liệt đại tướng quân. Lão gia tử của Tần gia cũng từng là danh tướng, vì Bắc Mạc lập chiến công hiển hách. Chiến tích của Tần gia, là một đời nối tiếp một đời, gần như mỗi một thế hệ đều sẽ có một danh tướng. Vì thế, địa vị của Tần gia ở Bắc Mạc, không thể lung lay. Hiện nay Tần Châu tay nắm trọng binh, tuy không phải là hoàng thân, địa vị ở Bắc Mạc, lại ép thẳng tới ông ta Trấn Quốc Vương gia này. Một điểm may mắn là Tần gia đời đời tận trung, đối với mệnh lệnh của hoàng gia chưa từng làm trái, không kiêu ngạo tự đạo, hoàng thượng dùng cũng yên tâm. Tần gia lão gia tử thấy Trấn Quốc Vương gia đích thân đến thăm, liền biết có chuyện gấp. Tần gia lão gia tử này, cũng từng là nhân vật lãnh quân của phái chủ chiến, chỉ là theo tuổi tác dâng cao, không còn tiếp tục hỏi chuyện triều chính nữa. Tần gia lão gia tử những năm nay thân thể không tốt, cộng thêm bên phía tam phòng bị nhốt trong khu bệnh dịch, ông ta ngày đêm lo lắng, dẫn đến bệnh tình càng thêm nặng. Nhưng, vẫn mang bệnh đến gặp Trấn Quốc Vương gia. Lão tướng quân, thân thể đã tốt hơn chưa? Trấn Quốc Vương gia nhìn thấy ông ta, cũng không đợi ông ta hành lễ, liền hỏi han trước. Tần gia lão gia tử chắp tay, vương gia có lòng, lão thân đây là bệnh tuổi già rồi, nhất thời sẽ không khỏe lại được, vương gia mời ngồi. Ông ta cho hạ nhân vào châm trà, bản thân cũng xuống một chiếc ghế mềm, ho khẽ một tiếng, hỏi, vương gia có chuyện gì gấp sao? Trấn Quốc Vương gia lấy ra phương thuốc, đưa cho Tần gia lão gia tử, nói tâm cơ thâm độc của Thương Mai. Chương 574, Thương Mai tức giận. Tần lão gia tử nổi giận, hoàng thượng là hồ đồ rồi sao? Vậy mà còn cho người của Cục Huệ Dân phối hợp với nàng ta, phương thuốc này không nói có liệu vấn đề gì hay không, cho dù không có, giống như những gì vương gia nói thì phải bỏ ra một lượng lớn ngân lượng, tiêu tốn quốc lực,
còn phải mượn dược liệu của Đại Chu, chúng tôi hoàn toàn bị Đại Chu dắt mũi mà đi rồi. Không sai, chính là như thế, hơn nữa, nàng ta còn định gây nên hoang mang ở Bắc Mạc, nói trận bệnh dịch này thành rất nghiêm trọng, vậy mà còn kiến nghị công bố tính nghiêm trọng của bệnh dịch ra cả nước. Tần lão gia tử kích động vỗ bàn quát, lại còn như thế. Trấn Quốc Vương gia rất hài lòng với phản ứng của ông ta, liền đi vào vấn đề chính, hiện nay Hoàng thượng đã hạ chỉ kêu Tần đại tướng quân trở về, nàng không biết tình hình trong kinh, có lẽ sẽ bị người ta lừa, điểm này còn cần lão tướng quân ở bên cạnh nhắc nhở. Tần lão gia tử cũng không phải là người hồ đồ, ông ta tuy không hỏi chuyện chính sự, nhưng ông ta yêu đất nước này, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai làm nhiêu loạn đất nước này. Vương gia yên tâm đi, sau khi A Châu trở về, lão phu sẽ nhắc nó. Trấn Quốc Vương gia chắp tay, vậy bản vương yên tâm rồi. Ông ta rời khỏi phủ đại tướng quân, nhếch môi cười lạnh, Mộ Dung Khanh, âm mưu của ngươi tuyệt đối sẽ không thành công đâu. Mộc Trại đã bắt đầu dùng phương thuốc của Thương Mai, tác dụng của phương thuốc không tính rất lớn, nhưng quả thật có hiệu quả chữa trị. Ít nhất, người bị nặng, tình trạng coi như ổn định lại. Chỉ cần ổn định lại thì cô có thời gian đi nghiên cứu phương thuốc. Ngược lại là Tô Mộc cũng không biết là đã truyền phương thuốc ra ngoài hay chưa, càng không biết Hoàng đế Bắc Mạc liệu có công bố phương thuốc này không. Hơn nữa, thái độ của Tô Mộc một hai ngày nay cũng có hơi kỳ lạ, trước đó căn dặn hắn ta làm chuyện gì đó, hắn ta đều rất sảng khoái đi làm, không hỏi nguyên nhân, nhưng bây giờ gọi hắn ta làm chút việc gì đó, hắn ta hoàn toàn thay đổi hỏi cặn kẽ, thậm chí cũng không phải là bằng lòng đi làm. Hơn nữa, bên phía An công chúa, đến bây giờ cũng không có tin tức gì truyền đến. Thương Mai cảm thấy, cần phải nói chuyện với Tô Mộc. Cô đến phòng của Tô Mộc, chỗ bọn họ ở đều là lâm thời dựng thành, ở giữa khu phía đông và khu phía tây. Tô đại nhân, Thương Mai gõ cửa. Tô Mộc một lúc lâu mới ra mở cửa, nhưng không cho Thương Mai vào, mà đi ra ngoài, thân sắc nhàn nhạt hỏi, Vương Phi, có chuyện gì sao? Chúng ta vào trong rồi nói. Thương Mai nhìn thấy bên ngoài thôn dân đang bận rộn, liền nói. Không cần, Vương Phi có chuyện nói ở đây đi, hạ quan. Trong phòng bừa bộn, Tô Mộc đóng cửa lại, nói với Thương Mai. Thương Mai là người nhạy cảm, cô nhìn ra được thái độ của Tô Mộc trước sau không giống. Tô đại nhân, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Thương Mai hỏi thẳng. Tô Mộc cười cười, nhưng rất lạnh nhạt, Vương Phi sao lại hỏi như thế? Sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì đó không? Tô Mộc lắc đầu, đâu có hiểu lầm gì. Vương Phi suy nghĩ nhiều rồi. Thương Mai nhíu mày, Tô đại nhân, hiện nay dịch bệnh nguy hiểm, chúng ta đều làm việc ở tuyến đầu, hy vọng chúng ta có hiểu lầm gì đều chân thành đối với nhau, đừng ảnh hưởng đến công việc. Tô Mộc mỉm cười, bệnh dịch nguy hiểm sao? Quả thật, Vương Phi có phương thuốc rồi sao? Ta chỉ là muốn đến hỏi ngươi, phương thuốc ta đưa cho ngươi, ngươi chuyển cho An công chúa rồi chứ? An công chúa có tin hồi âm không? Thương Mai thấy hắn ta cái gì cũng không chịu nói, chỉ đành đi vào vấn đề chính. Phương thuốc của Vương Phi thật sự có thể chữa khỏi bệnh hay không? Thương Mai nghe ngữ khí nói chuyện của hắn ta rất cổ quái, trong lòng cũng không vui, Tô đại nhân, ngươi vân là có gì không vui trong lòng thì nói ra đi, nếu không chúng ta không thể nói chuyện được. Tô Mộc nói, Vương Phi hà tất gì phải tức giận chứ? Hạ quan chỉ thuận miệng hỏi, không có ý gì khác. Ta không có tức giận, nhưng ta muốn biết đã xảy ra chuyện gì, muốn biết phương thuốc ngươi truyền đi rồi chưa? Thương Mai kiên nhẫn hỏi. Truyền đi rồi, Tô Mộc nói. Vậy công chúa có phái người hồi âm không? Hoàng thượng có công bố phương thuốc không? Công chúa chưa có hồi âm, còn hoàng thượng có công bố phương thuốc hay không? Điều này thì không biết, có điều ngược lại khi hạ quan cầm phương thuốc đi xuống núi, đã cho đại phu xem, đại phu nói phương thuốc này, bọn họ cũng có thể kê, nhưng không có tác dụng chữa trị. Ngôn tình hài. Ta vốn dĩ không nói phương thuốc này có thể chữa khỏi bệnh dịch, phương thuốc này chỉ là. Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi nói người đích thân cầm xuống núi rồi. Ta không phải đã nói, ngươi không thể xuống núi sao? Thương Mai thật sự tức giận, Tô Mộc rốt cuộc làm sao thế? Trước đó đối với lời của cô đều răm rắp nghe theo. Là đích thân xuống núi rồi, nhưng hạ quan ở Mộc Trại lâu như vậy, không có nhiễm bệnh, Vương Phi hạn chế hạ quan xuống núi là có mục đích gì? Hay là nói, nguyên rủa hạ quan bị nhiễm bệnh, ngữ khí của Tô Mộc bắt đầu không tốt. Thương Mai sững người, nhìn chằm chằm hắn, ngươi thật ra căn bản không tin ta, phải không? Ngươi không tin tính nghiêm trọng của dịch bệnh, ngươi không tin phương thuốc ta đưa cho ngươi là dùng để phòng ngừa dịch bệnh lây lan,
ngươi thậm chí không tin ta đến Bắc Mạc là thật lòng chữa trị bệnh dịch, phải không? Tô Mộc cười rồi, ánh mắt lạnh lẽo, Vương Phi nói gì thế? Hạ quan sao lại không tin chứ? Hai nước giao hảo, đình chiến, hòa bình, đây đều là điều hạ quan khát vọng. Thương Mai nói, ngươi vẫn là nói rõ ràng ra đi, ngươi căn bản không có đưa phương thuốc cho công chúa, đúng không? Phương thuốc đã cầm xuống núi, nhưng hạ quan không có giao cho công chúa, mà giao cho Trấn Quốc Vương ra. Tô Mộc nói, Thương Mai vô cùng kinh ngạc, ngươi đưa cho ông ta. Ông ta không tin ta, sao sẽ đem phương thuốc giao cho Hoàng thượng được? Tô Mộc, ngươi thật là hồ đồ. Hồ đồ, phải, hạ quan quả thật là rất hồ đồ, nếu không hồ đồ, cũng sẽ không bị Vương Phi dắt mũi mà đi. Tô Mộc hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, nếu đã nói ra rồi thì không ngại nói cho rõ một chút, có ta ở đây, người đừng mơ hại bách tính Bắc Mạc ta. Thương Mai tức đến phát ngốc, ta vạn dặm xa xôi đến Bắc Mạc ngươi, bước vào khu dịch bệnh, ngươi nói ta hại các ngươi. Thật là chó cắn lã động tần, không biết lòng người tốt. Được rồi, Vương Phi nói cao thượng như thế, lời giả dối mọi người nghe đều buồn nôn, đại chu kiêng kỵ Bắc Mạc ta, muốn lợi dụng cơ hội tiến vào, ta không trách các ngươi, là Bắc Mạc xâm phạm biên cảnh trước, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, có gì gặp nhau trên chiến trường là được, không cần đem bách tính ra giày vò. Nói xong, hắn ta xoay người, lạnh lùng ném lại một câu, Vương Phi, không có chuyện gì, hạ quan về phòng trước. Hắn ta đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Thương Mai xoay người, hít thở sâu vài hơi, bình tĩnh, không được tức giận, bệnh nhân quan trọng. Cô đi được hai bước, đột nhiên xoay người, sải bước xông vào, trong miệng nói ta bình tĩnh cái CTL. Một cước đá cửa ra, sợi dây sẹo trong tay bay ra, phi xà chui vào, trực tiếp quấn lấy cổ của Tô Mộc. Tô Mộc kinh ngạc, đưa tay kéo sợi dây sẹo ra, tức giận nói, Hạ Thương Mai, người muốn làm cái gì? Người muốn giết người diệt khẩu. Thương Mai không để tâm đến hắn ta, kéo sợi dây sẹo ra ngoài, Tô Mộc cũng loạng choạng bị lôi ra ngoài, trên đường, cả đoạn đường giãy giụa gào thét, người buông ta ra. Hắn ta càng giãy giụa, sợi dây sẹo càng siết chặt, hắn ta gần như không thở nổi. Chương 575, sợi dây sẹo xuất mã. Người xung quanh đều tụ lại, dần dần kinh ngạc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại phu của Cục Huệ Dân cũng đều dừng lại, ôm tâm thái xem kịch vây lại. Vương Phi, Tô Đại Nhân sao thế? Người tại sao trói Tô Đại Nhân? Thôn dân Lý Phúc bước lên hỏi. Thương Mai cũng không trả lời, tiếp tục kéo hắn ra ngoài. Binh của Tô Mộc nhìn thấy hắn ta bị Thương Mai lôi, cũng vây lại, nhưng luôn tôn kính Thương Mai, nhất thời cũng không dám mạo phạm bước tới. Mãi khi nhìn thấy Tô Mộc gần như sắp tắt thở rồi, mới có binh sĩ bước tới ngăn cản, Vương Phi, Tô Đại Nhân sắp không thở được rồi, người thả ngài ấy ra, có chuyện gì từ từ nói. Thương Mai đứng thẳng người, nhìn mọi người lục đục vây lại, bên khu phía tây, đám người loan loan cũng kinh ngạc nhìn sang, cô nới lỏng sợi dây sẹo, để Tô Mộc có thể thở. Sau đó, cô nhìn mọi người, cao giọng nói, Tô Đại Nhân của các ngươi, cho rằng ta đến Bắc Mạc không phải thật lòng chữa bệnh cho mọi người, mà muốn gây nên chiến tranh, tiếp tục cảnh hai nước tương tàn, ta muốn hỏi mọi người, trong đây có bao nhiêu người, có cùng suy nghĩ với Tô Đại Nhân nghĩ ta như thế. Lời này vừa dứt, ở đây bỗng chốc sôi sục lên. Nhưng bọn họ cũng không có chỉ trích Tô Mộc, bởi vì từ khi động đất đến giờ, Tô Mộc túc trực ở đây, giúp cứu khổ cứu nạn, mọi người đối với hắn ta đều là rất biết ơn. Chỉ là, cũng khuyên Tô Mộc, nói Vương Phi không có tâm tư này. Lý Phúc nói với Tô Mộc, Tô Đại Nhân, hạ nhân luôn rất tôn kính ngài, cũng rất tôn kính Vương Phi, tiểu nhân tuy cái gì cũng không hiểu, nhưng mấy ngày chung đụng với Vương Phi, cảm thấy Vương Phi là một người tốt, tuyệt đối sẽ không có lòng dạ bất chính. Tô Mộc hô hấp thông thuận hơn một chút, thấy Thương Mai kích động cảm xúc của mọi người thì càng tức giận, sau khi nghe lời của Lý Phúc, hắn ta nói, các ngươi đừng bị nàng ta mê hoặc nữa, nàng ta chính là gây nên hoang mang cho Bắc Mạc ta, phương thuốc nàng ta cho, đến nay chữa khỏi được cho ai. Đều không có, thi thể của khu phía Tây, mỗi ngày đều khiêng ra, có một ai khỏe lại chứ. Lời này là sự thật, quả thật đến nay, Thương Mai còn chưa chữa khỏi được cho một bệnh nhân nào cả. Ngược lại ngoài hai người khác chuyển ra, bệnh tình ổn định nhưng cũng không có khỏe lại. Có điều, tâm tư của bách tính rất đơn thuần, bọn họ tận mắt nhìn thấy sự vất vả của Thương Mai mấy ngày nay, cho nên lời này của Tô Mộc, không có khiến mọi người đối với Thương Mai nảy sinh nghi ngờ. Trưởng thôn nói, Tô Đại Nhân, bệnh dịch này đến dồn dập, nhiều đại phu như vậy cũng không phải cũng không có cách chữa khỏi mà.
Đại phu của cục Huệ Dân nghe lời này của trưởng thôn, liền có hơi không vui rồi, một đại phu đi ra nói, nàng ta là thần y hoàng thượng đặc biệt từ Đại Chu mời tới, khả năng của ta sao mà so bì chứ. Chỉ là sau khi thần y này đến, chuyển hai người vào thì cũng không có nghiên cứu ra cách chữa trị bệnh dịch gì cả, ngược lại cho một phương thuốc nói gì mà vừa có thể giải độc vừa có thể tăng sức đề kháng, nhưng có tác dụng gì chứ, chữa không khỏi bệnh, mọi thứ đều là công cốc. Thương Mai cũng không lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm người đó, để mặc bọn họ nói trước. Lời nói này của đại phu của cục Huệ Dân giống như có một cây kim đâm vào trong lòng thôn dân, quả thật cô không phải là thân y sao? Tại sao đến Mộc Trại lâu như vậy, cũng chưa nghiên cứu ra được phương thuốc gì chứ? Mỗi ngày đều có bệnh nhân được khiêng ra, hơn nữa, cũng chỉ là căn dặn nói gì mà diệt chuột diệt sâu bọ, tình trạng bệnh này có liên quan gì với chuột sâu bọ chứ? Người có bệnh, tóm lại sẽ không phải là chuột mang đến không phải sao? Cho nên, mọi người đều rì rầm nói chuyện riêng, ánh mắt nhìn sang Thương Mai, cũng nhiều hơn sự nghi ngờ và phức tạp. Lão trưởng thôn trung quy hiểu sự đời, ông ta đưa tay đè xuống, mọi người bình tĩnh, nghe lão hũ nói vài câu. Lão trưởng thôn nức cao vọng trọng, ông ta đi ra, mọi người đều yên tĩnh lại. Lão trưởng thôn ho một tiếng, nói tuy Vương Phi đến nơi này cũng chưa có chữa khỏi được cho ai, nhưng mấy ngày nay, người nhiễm bệnh có phải giảm hơn trước rất nhiều rồi không? Trước đó thôn của chúng ta, một ngày ít nhất phải có 4-5 người nhiễm bệnh, nửa tháng nay thì đã chết mấy trăm đến nghìn người, nhưng từ sau khi Vương Phi tới, cho chúng ta dùng thuốc, 4 ngày nay Mộc Trại của chúng ta chỉ có một người nhiễm bệnh, đây có phải là công lao của Vương Phi không? Còn nữa, hai bệnh nhân chuyển vào phòng bệnh đó, đến nay còn chưa chết, bệnh tình còn ổn định rồi, có thể thấy, phương thuốc của Vương Phi tuy không thể lập tức chữa khỏi, nhưng cũng có hiệu quả, tin chắc cho Vương Phi thêm thời gian. Vương Phi nhất định có thể tìm được cách chữa khỏi bệnh. Mộc Trại chúng ta đã như thế này rồi, còn có thể xấu đến. Đâu nữa, mọi người đừng đoán linh tinh, Đại Chu và Bắc Mạc nếu thật muốn đánh trận, trực tiếp đánh tới là được, cần thiết phái Vương Phi đến đây sao? Đây không phải là để Bắc Mạc chúng ta cầm đằng chui sao? Trưởng lão Sơn Giã của Mộc Trại này, có thể nói ra những lời lẽ này, thật sự là khiến Thương Mai nhìn bằng con mắt khác. Có điều, cũng kỳ lạ. Bởi vì Mộc Trại và bên phía Tần gia có liền hôn, mưa dầm thấm lâu, tóm lại có thể học được một chút. Lời này của lão trưởng thôn vừa dứt, một chút lòng nghi ngờ đó của mọi người đều mất rồi. Nhưng, lại càng khiến Tô Mộc khẩn trương tức giận, bởi vì hắn ta cảm thấy mọi người đều tin tưởng Hạ Thương Mai, đây chính là mục đích của cô đạt được rồi. Hắn ta vô cùng khẩn trương, khi đang muốn nói chuyện, sợi dây sẹo đột nhiên siết chặt, một chút âm thanh hắn ta cũng không phát ra được. Chỉ có thể khó nhọc hít thở. Thương Mai lại đột nhiên thả Tô Mộc ra, thụt sợi dây sẹo về trên cổ tay, nói, ở trong Mộc Trại này, ta không phải là Vương Phi Đại Chu gì cả, ta chỉ là một đại phu, chữa bệnh là công việc của ta biết Tô Đại Nhân không tin lời của ta, cho rằng ta nói quá về bệnh tình, nhưng ta nói cho ngươi biết, bất cứ hiềm khích ác ý nào đều sẽ trả một cái giá cực lớn, ngươi cảm thấy ta nói quá về tình trạng bệnh, vậy thì mời ngươi mở mắt ra, đi xem thử dịch bệnh ở Khí Thành, La Huyệt. An Thành có đã bắt đầu lan rộng rồi hay không? Ngươi đừng tin con số mà bọn họ trình lên, ngươi tự mình đi xem đi. Ngươi không phải là nói ta không thể xuống núi sao? Thế nào bây giờ lại kêu ta đi rồi? Vương Phi nói chuyện thật là tức cười, lộn xộn sau khi Tô Mộc được thả ra, hít thở sâu vài hơi, nghe thấy lời của Thương Mai thì vội vàng phản bác. Thương Mai nhìn hắn ta, không sai, ta ban đầu không để ngươi xuống núi, là vì sợ ngươi bị lây nhiễm, ở trong Mộc Trại này. Ta muốn triển khai công việc thì nhất định phải dựa vào Tô Đại Nhân ngươi, bởi vì ta không có nhân thủ, ngươi và ta một khi hiềm khích thì không thể hợp tác, người chịu tổn hại chính là bệnh nhân và thôn dân, ta biết ngươi không có tâm địa độc ác, chỉ là lòng tràn đầy nhiệt huyết, yêu nước yêu dân, nếu không ta hôm nay sẽ giết ngươi. Tô Mộc cười lạnh, Vương Phi khẩu khí thật lớn, giết ta sao? Chỉ sợ Vương Phi không làm được, nếu là Nhiếp Chính Vương còn ở đây, cũng không phải dễ dàng mà có thể giết được ta. Thương Mai nhìn hắn ta, đột nhiên nhếch môi cười, đập xuống sợi dây sẹo trực tiếp bay ra, sượt qua tai của Tô Mộc, sau đó đánh về phía cây táo tẩu ở đằng sau hắn ta, có điều một lát, cây táo tẩu đó bỗng đổ rạp, cành lá rơi rụng. Đây chẳng qua chỉ là chuyện trong tích tắc, cây táo tẩu này liền thành những cành lá gãy rụng, mọi người ở đây đều sửng sốt nói không nên lời. Tô Mộc thì sắc mặt lập tức thay đổi, gần như không dám tin vào mắt của mình, hắn ta đi qua. Khuỵu xuống chạm vào những cành lá đó, sau đó muốn cầm sợi dây sẹo lên, nhưng sợi dây sẹo vèo một tiếng bay lên,
lại tự mình quấn trở lại cổ tay của cô. Hành vi này còn càng gây sốc hơn. Chương 576, Tô Mộc nhiễm bệnh. Đây chẳng qua chỉ là một sợi dây, sao có thể sẽ tự mình bay lên? Đây là có quỷ rồi sao? Thương Mai là cố ý lộ ra cái món này, bản thân ở đây không có thế lực, không có nhân thủ, chỉ có thể dựa vào sợi dây sẹo chơi trò bí hiểm, khiến bọn họ cảm thấy mình thâm tàng bất lộ. Người không biết chuyện của cô, tóm lại sẽ càng thêm kính sợ. Tồn tại lòng kính sợ thì sẽ tồn tại thái độ cẩn trọng. Vương Phi, đây là thần vật gì? Đến trưởng thôn kiến thức sâu rộng, cũng không nhịn được mà sửng sốt hỏi Thương Mai. Thương Mai nói, đây là sư phụ của ta Ôn Yến Đại Phu tặng cho Thái Hoàng Thái Hậu của Đại Chu ta, sau Thái Hoàng Thái Hậu truyền cho ta, đừng thấy nó không có gì đặc biệt, nhưng lại làm từ cỏ đuôi thân của Thiên Sơn, độ đại kinh người lại vừa cứng vừa không thể hủy, cỏ đuôi thân của Thiên Sơn mọi người thiết nghĩ từng nghe qua, sinh trưởng ở Thiên Sơn nơi băng thiên tuyệt địa, tập trung thiên địa linh khí, hấp thụ tinh hoa từ ánh trăng, sau đó dệt thành sợi dây, để ở hộ quốc tự 3 năm, mỗi ngày nghe niệm kinh Phật. Đã có linh tính. Linh Lợi ở bên này, nghe thấy lời này thì xoay người đi vào, nói, tài nói khoác này của Vương Phi thật là cao quá rồi. Loan Loan phì cười một tiếng, nhưng người nói rất hùng hồn chắc chắn, ai sẽ nghi ngờ chứ. Công lực này thâm hậu. Thôn dân và binh sĩ đều chấn động không thôi, thật ra bọn họ đâu có từng nghe cái gì gọi là cỏ đuôi thân của Thiên Sơn chứ. Có điều, nếu đã hấp thụ thiên địa linh khí, lại để ở chỗ Phật Tổ 3 năm, thiết nghĩ thật là thần vật rồi. Hơn nữa. Cô vậy mà là đệ tử của Ôn Yến Đại Phu. Nếu là như thế, thật sự không tầm thường rồi. Ôn Yến là một thần y nổi danh 7 nước, ở một nước đều có danh vọng rất cao, tuy nhiên, rất nhiều người đều chưa từng gặp nàng, nhưng đã từng nghe sự tích của nàng. Thương Mai lần nữa lấy Ôn Yến ra làm bia đỡ cho mình, cũng là đến bước không còn cách nào rồi. Thần sắc của Tô Mộc cũng bắt đầu do dự rồi, hắn ta nghi ngờ nhìn Thương Mai, người thật sự là đệ tử của Ôn Yến Đại Phu sao? Nhưng người trẻ như thế, Ôn Yến Đại Phu không phải là sớm đã. Thương Mai nhanh chóng cắt ngang lời của hắn ta, ngươi nếu còn muốn nghi ngờ, ta không có gì để nói nữa, ngươi cứ dựa theo lời ta nói mà đi làm, xuống núi, đi xem rõ thực hư. Tốc độ lây lan của dịch bệnh rất nhanh, bởi vì Hoàng đế đối với sự lây lan của dịch bệnh, thiết nghĩ so với dự tính của cô còn nhanh hơn, nhưng số liệu của Cục Huệ Dân và các nơi trình lên, có phải thật không, điểm này cô không biết. Bởi vì cô kêu Tô Mộc đi xem, thứ nhất là bản thân cô muốn tìm hiểu, thứ hai, Tô Mộc cũng nên đi tiếp xúc chân tướng. Trấn Quốc Vương gia nhất định là đã tẩy não cho hắn ta rồi, nếu không hắn ta sẽ không nghi ngờ cô như thế. Tô Mộc nhìn sợi dây sẹo, một kích vừa rồi đó, nếu như rơi vào trên người của hắn ta, đó là sự hủy diệt khủng khiếp. Cô nếu thật sự có dị tâm khác, vừa rồi ở trong phòng liên có thể giết hắn ta, tiếp tục lừa mọi người. Ta tin tưởng Vương Phi. Lý Phúc nói đầu tiên. Một câu nói của Lý Phúc, mọi người lũ lượt bày tỏ, ta cũng tin tưởng Vương Phi. Ta cũng tin tưởng Vương Phi. Vương Phi từ khi đến Mộc Trại, luôn chữa trị tận tình cho thôn dân, mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, ta tin tưởng Vương Phi. Sự bày tỏ của mọi người đều là chân thành, Thương Mai nghe thấy những lời này, tức giận trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống, ít nhất cảm thấy sự vất vả của mình không phải là lãng phí. Đại phu của Cục Huệ Dân không có tỏ thái độ, nhưng cũng không nói cái gì, bởi vì vừa rồi một chiêu đó mà Thương Mai lộ ra, thật sự khiến bọn họ chấn động. Tô Mộc cuối cùng là lựa chọn đi xuống núi, vì để chứng thực lời nói của Thương Mai, hắn ta dẫn 3 người xuống núi, cùng đi làm chứng. Hắn ta chung quy hy vọng những lời Thương Mai nói là giả, bệnh dịch không có nghiêm trọng như thế. Hắn ta cưỡi ngựa, thời gian một ngày, đi đến 3 nơi khí thành, La Huyện và An Thành. Những gì hắn ta nhìn thấy đều là thi thể đầy đất, những thi thể này không có ai xử lý, vứt ở bên đường, ruồi nhặt chuột bọ ở khắp nơi. Từng cảnh tượng vô cùng kinh khủng gõ vào trái tim của hắn ta chỉ cảm thấy trái tim đều đang run rẩy, chuyện này là sao? Hắn ta đều luôn ở Mộc Trại, cho rằng bệnh tình của Mộc Trại là nghiêm trọng nhất, bởi vì nhân khẩu mấy nghìn, có hơn 1.000 người bị nhiễm bệnh. Nhưng hiện nay đến thôn làng, thành trấn của những chỗ này, hắn ta mới biết. Mộc Trại thật ra là nhẹ nhất. Nhưng, không đúng, số lượng người chết vì dịch bệnh mà triều đình công bố ra, một phân cũng không đến, đây rốt cuộc là sao? Số người chết là làm giả à? Hắn ta nghĩ tới tốc độ lây lan mà Thương Mai đã nói, liên dân người đến Thanh Viễn Châu huyện lân cận khí thành, Thanh Viễn Châu không có chịu ảnh hưởng của động đất,
chỉ là ngọn núi ở gần khí thành bị động đất phá hỏng, nhưng bách tính của Thanh Viễn Châu không có chết trong vụ động đất. Nhưng, khi hắn ta dẫn người tiến vào Thanh Viễn Châu, nhìn thấy Thanh Viễn Châu phồn hoa ngày trước, trên đường không một bóng người, hàng quán đóng cửa, y quán mở, từng đội ngũ dài, đều là người mặt mày bị bệnh, có một số người trực tiếp nằm ở trên đất. Trên mặt bọn họ mọc chấm đỏ, mưng mủ, mắt tràn ngập tia máu, đỏ au, giống y hệt với người bị bệnh nặng của mộc trại. Hắn ta vô cùng chấn động, lập người xuống ngựa, hỏi một bách tính trong đó, sao nơi này cũng có dịch bệnh. Người đó từ từ ngẩng đầu nhìn Tô Mộc, khóe miệng có chút nước bọt, hắn ta chắc là bị nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu, nốt đỏ trên mặt không có quá nhiều. Khách quan từ ngoài đến sao? Mau đi đi, không chỉ nơi này có dịch bệnh, rất nhiều nơi đều có rồi, mau đi đi. Người đó nói. Tô Mộc càng thêm sốc, hắn ra nói rất nhiều nơi đều có, cái này là chỉ đến khí thành La huyện và An thành sao? La huyện, khí thành, An thành đều có dịch bệnh, ta biết. Không chỉ có vậy, không chỉ có vậy, người đó thở dài, đáy mắt là sự tuyệt vọng và hoảng sợ. Binh sĩ bên cạnh Tô Mộc nói, ngựa của nha môn đâu? Người hoàng thượng phái tới cứu nạn đâu? Đại phu của cục huệ dân ở Thanh Viễn Châu đâu? Bệnh dịch nên là do cục huệ dân chữa trị. Người đó cười lạnh, người của nha môn tự nhiên là trốn trong nha môn, còn cứu nạn, nơi này không phải là nơi chịu nạn, sao có người cứu nạn chứ? Đại phu của cục huệ dân thì sớm đã bị điều đến khí thành rồi, hoàng thượng muốn để mặc chúng ta tự sinh tự diệt. Cơ thể của Tô Mộc loạng choạng, binh sĩ đỡ lấy hắn ta, khẽ nói, đại nhân, những lời vương phi nói là thật. Tô Mộc dùng mình, vội vàng nói, mau, chúng ta về kinh, đến phủ của An công chúa. Nhưng phương thuốc chúng ta không có cầm. Đi, đi, ta nhớ, ta đều nhớ. Tô Mộc trước đó khi cầm phương thuốc thì đã đọc thuộc rồi. Bốn người vội vàng lên ngựa, chạy thẳng về phía kinh thành. Vào thành đến phủ của An công chúa, An công chúa lại không có ở trong phủ, người của phủ công chúa cũng không biết nàng ta đi đâu. Bốn người không dám đi vào, chỉ có thể ngồi đợi ở cửa. Bởi vì Thương Mai từng nói, bọn họ đã tiếp xúc với bệnh nhân, có khả năng cũng sẽ bị lây nhiễm. Lúc chờ đợi, Tô Mộc cứ ho suốt, đầu óc choáng váng. Tô đại nhân, ngài làm sao thế? Binh sĩ thấy hắn ta ho thật sự dữ dội, liền hỏi. Không sao, bị lạnh thôi, mấy ngày nay tương đối vất vả. Tô Mộc nói. Binh sĩ nghi ngờ nhìn hắn ta, đại nhân liệu có phải? Sẽ không, chúng ta ở mộc trại lâu như vậy, nếu bị truyền nhiễm thì sớm đã truyền nhiễm rồi, đâu sẽ đợi đến bây giờ. Tô Mộc thản nhiên nói. Hắn ta không phải bị lây nhiễm, triệu chứng đều không giống, trên người trên mặt của người bị nhiễm bệnh đều sẽ có chấm đỏ li ti. Hắn ta không có. Chương 577, dịch bệnh lây lan. Lần đợi này, đã đợi gần 2 canh giờ, mới nhìn thấy An công chúa cưỡi một con lừa trở về, trên người con lừa chở rất nhiều đồ, nhìn hình thù, là được liệu. Tô Mộc nhìn thấy nàng ta, bỗng nhảy dậy lên, vội vàng bước tới hành lễ, hạ quan tham kiến công chúa. An công chúa đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng của hắn ta, bị dọa giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn ta, Tô Mộc. Ngươi không phải là ở mộc trại sao? Công chúa, có chuyện bẩm báo. Tô Mộc gần như sắp khóc rồi, cảnh tượng nhìn thấy trên đường, hồn phách của hắn ta đều sắp bay mất rồi, chuyện hắn ta có thể không nhiều, cho nên mong công chúa có thể giúp đỡ bách tính. Vào trong nói, An công chúa nói. Không, Tô Mộc lùi lại 2 bước, nghĩ đến lời mà Thương Mai nói, hiện nay là vô cùng tin tưởng rồi, hắn ta tuy cảm thấy mình không có nhiễm bệnh, nhưng an toàn một chút vẫn tốt hơn. Lại vội vàng từ trong ống tay áo rút ra một cái khẩu trang Thương Mai cho làm gấp đeo vào. Công chúa, nói ở đây đi, vương phi bảo công chúa đưa một phương thuốc cho hoàng thượng, bảo hoàng thượng hạ lệnh cho cục huệ dân công bố thiên hạ, nói tất cả bách tính mặc kệ có bệnh hay không có bệnh, đều phải dùng theo phương thuốc này. Ngươi tránh xa như vậy làm cái gì? Phương thuốc đâu? An công chúa nhíu mày nói. Phương thuốc hạ quan đã giao cho Trấn Quốc Vương ra, nhưng trong đầu hạ quan cũng nhớ phương thuốc. Sắc mặt của An công chúa hơi thay đổi, ngươi đưa cho ông ta làm gì? Là nhiếp chính vương phi bảo ngươi đưa cho ông ta. Không, không, hạ quan có tội, vương phi vốn là bảo hạ quan giao cho công chúa, nhưng, hạ quan nghi ngờ vương phi, cho nên đưa phương thuốc cho Trấn Quốc Vương ra. Tô Mộc hổ thẹn nói, ngươi sao lại hồ đồ như thế chứ? Phương thuốc mau viết ra. Công chúa xin cho người lấy giấy bút tới, hạ quan không thể vào trong. Vương phi nói tất cả mọi người của mộc trại đều không được tiếp xúc với người ngoài, sợ lây nhiễm, trận bệnh dịch này tên là bệnh dịch hạch,
sẽ lây lan rộng, thậm chí sẽ lây lan sang nước khác, bắt buộc phải lập tức khống chế. Nghiêm trọng như vậy sao? An công chúa sửng sốt. Phải, Vương Phi là nói như thế, hạ quan xuống núi cũng đi một đoạn đường, hiện nay ngay cả Thanh Viễn Châu cũng bùng dịch rồi. Giọng của Tô Mộc mang theo tiếng nức nở. Thanh Viễn Châu không có bị ảnh hưởng bởi động đất, sao cũng bị nhiễm bệnh rồi. Ngươi có phải nhìn nhầm rồi không? Tô Mộc lắc đầu, không có nhìn nhầm, hạ quan và bọn họ đều có thể làm chứng, xin công chúa lập tức chuẩn bị giấy bút để hạ quan viết lại phương thuốc. An công chúa biết sự việc nghiêm trọng, lập tức kéo con lừa đi vào, lát sau, nàng ta cùng một hạ nhân đi ra, mang theo văn thư tứ bảo. Tô Mộc miệng đọc, để hạ nhân viết, hắn ta không dám chạm vào tờ giấy đó. Sau khi viết xong, Tô Mộc nói, công chúa, người lập tức mang phương thuốc vào cung tìm hoàng thượng, nói cho hoàng thượng tính nghiêm trọng của sự việc, Vương Phi nói phương thuốc này nhất định phải truyền ra ngoài. An công chúa cất phương thuốc đi, bổn cung lập tức vào cung, người nói cho bổn cung biết, người đã nói những gì với Trấn Quốc Vương gia. Tô Mộc nói, Trấn Quốc Vương gia hỏi một số chuyện liên quan đến Vương Phi ở Mộc Trại, hạ quan đều nói từng điều một, những điều đó. Không phải là không thể để người khác biết. Sau này, Trấn Quốc Vương gia triệu kiến ngươi, ngươi đừng cái gì cũng nói, hiểu chút kỹ xảo nói chuyện. Lời này của An công chúa là vì hắn ta biện minh rồi, nói hắn ta là không hiểu cách nói chuyện mới lộ ra nhiều như thế. Tô Mộc vô cùng xấu hổ, vâng, hạ quan sẽ ghi nhớ. An công chúa lệnh người gỡ đồ trên con lừa xuống, sau đó cưỡi lừa đi. Tô Mộc trở đến Mộc Trại lập tức thỉnh tội với Thương Mai. Thương Mai nói, ta là người của Đại Chu. Ngươi nghỉ ngờ ta là chuyện bình thường, ta không trách ngươi, ngươi nói lại những gì ngươi thấy khi xuống núi đi. Tô Mộc nhớ lại thì cảm thấy vô cùng kinh khủng, những thi thể thối rữa, những hàng bệnh nhân dài rằng rạc đó, hắn ta cảm thấy dạ dày cuộn trào từng trận, cố nén cảm giác buồn nôn, hắn ta nói, trong một ngày, hạ quan cưỡi ngựa đi rất xa, từ An Thành La huyện Khí Thành mà đi, đi đến Thanh Viễn Châu, đều phát hiện tình trạng dịch bệnh lây lan, dịch bệnh thật sự rất nghiêm trọng. Nhưng hạ quan không biết số lượng tử vong dâng lên cho hoàng thượng có phải là thật không, nếu như chỉ là những thứ triều đình công bố còn xa mới tới. Theo mắt hạ quan thấy, cũng không có vậy, càng không cần nói những chỗ hạ quan không nhìn thấy, thi thể đó, là chất đống như núi, người thấy cũng khó chịu. Lời của Tô Mộc, đến cuối cùng lại có hơi nghèn nghẹn. Thanh Viễn Châu sao, Thương Mai đối với địa hình của Bắc Mạc không rõ, Thanh Viễn Châu ở đâu? Người có bản đồ không? Tô Mộc không có bản đồ, nhưng hắn ta có thể vẽ. Hắn ta vẽ ra một tấm, không chỉ tiết, có chỉ chung chung, nhưng phương hướng không có sai. Thương Mai nhìn Thanh Viễn Châu hắn chỉ thì nhíu mày, khi động đất, Thanh Viễn Châu có phải là nơi gặp nạn không? Không phải, động đất không có lan tới Thanh Viễn Châu, cho nên hạ quan rất sửng sốt. Như thế xem ra, dịch bệnh thật sự lây lan rồi. Trong lòng Thương Mai nặng nề, bệnh dịch hạch một khi lây lan diện rộng. Mà triều đình lại không nghĩ cách ngăn chặn, trận dịch bệnh này, thật sự sẽ chết rất nhiều người. Chiến tranh, đâu thể so sánh với thiên tai chứ. Người nói, triều đình đã công bố số liệu người chết, là bao nhiêu? Thương Mai hỏi. 37.800 người. Là chết vì bệnh dịch? Không, là số người chết trong trận động đất. Thương Mai lắc đầu, không đúng, không đúng, khi ta ở Đại Chu. Kỳ vương gia nói số lượng tử vong với vương gia nhà ta đã đạt tới hơn 30.000 người, sao qua lâu như vậy, vẫn là hơn 30.000 người. Số liệu này là giả. Là làm giả, cũng có khả năng là nhân thủ không đủ, căn bản không tính hết được, người bấy giờ chết rồi, cũng không có ai xử lý thi thể, chết rồi thì ném ra ngoài, đủ số lượng nhất định mới hỏa thiêu. Thương Mai liên tiếp thở dài, như thế, dịch bệnh sẽ lây lan càng nhanh hơn. Vậy, Vương Phi cho rằng, hiện nay phải như nào là tốt? Trận dịch bệnh này, thật sự sẽ bùng đại dịch, thậm chí lây lan ra mấy nước sao? Nếu như bùng đại dịch thì nhất định sẽ lây lan đến mấy nước? Thương Mai nghĩ đến 3 lần đại dịch bệnh ở hiện đại, nhiều nhất trong số đó là lây lan đến hơn 60 nước, số người chết là tính bằng trăm triệu. Trong lòng Thương Mai rất tức giận, trận động đất này là thiên tai, nhưng bùng phát bệnh dịch hạch, có dính dáng đến con người. Nếu như Bắc Mạc không phải là phái binh đánh trận thì có đủ nhân thủ đi xử lý thảm họa, xử lý thi thể, sẽ không để thi thể thối rữa, sẽ không để bệnh dịch hạch hoành hành, hơn nữa bởi vì đánh trận, quốc khố trống rỗng, ngân lượng tiếp tế không đủ, dược vật không thể phát xuống, cho dù đến giai đoạn hiện nay, hoàng đế và tào hậu vẫn là muốn công đánh Đại Chu. Tính mạng của bách tính,
ở trong mắt những người câm quyên này, lại thấp hèn như vậy sao? Sự giận dữ của cô không chỗ phát tiết, một cước đá vào bàn, đá đổ cái bàn rồi. Tô Mộc nhìn thấy cảm xúc của cô kích động như thế, liền biết cô là lo lắng cho nạn dân, nghĩ đến thái độ nghi ngờ ác ý trước đó đối với cô thì càng thêm áy náy, nhất thời cũng không biết nói cái gì. Hắn ho hai tiếng, cảm thấy đầu có hơi nặng, chắc là cả ngày lao lực, mệt rồi. Tô Mộc, người bệnh rồi sao? Thương Mai cảnh giác hỏi. Tô Mộc khẽ lắc đầu, liền cảm thấy càng thêm choáng, hắn ta gắng gượng tinh thần, nói, không sao, chỉ là có hơi mệt. Thương Mai nhìn sắc mặt của hắn ta, tương đối trắng bệch, môi khô nóng đến đỏ bừng, trái tim của cô tối đi, ta chẩn mạch cho ngươi. Chương 578, tại sao học y? Sau khi chẩn mạch, Thương Mai nói, ngươi chờ chút, ta trở về lấy chút đồ. Cô trở về lấy ống nghe và cái cặp nhiệt độ rồi quay lại. Hắn ta dường như có hơi nóng, nhưng tay không dám chắc chắn, cầm lấy cái cặp nhiệt độ đến cho hắn thử. Vương Phi đây là thứ gì? Tô Mộc trước đó từng thấy cô cầm, nhưng thấy ngại nên không hỏi. Ngươi để ở dưới nách, ta bảo ngươi lấy ra thì ngươi lấy ra, Thương Mai nói. Được, Tô Mộc ngại ngùng xoay người đi, kẹp cái cặp nhiệt độ vào trong nách. Sau khi quay lại, Thương Mai dùng ống nghe nghe khí quản và phổi, hắn ta có hơi ho. Nơi này không thể dùng máy móc của hiện đại kiểm tra hắn ta có phải nhiễm bệnh dịch hạch rồi không, chỉ có thể là căn cứ vào triệu chứng mà phán đoán. Phổi không có tạp âm, nhưng khí quản có triệu chứng viêm. Sau khi lấy cặp nhiệt độ ra, 37 độ 3, hơi nóng. Nhãn cầu hơi đỏ, hắn ta nói trước đó cảm thấy buồn nôn muốn nôn, những triệu chứng này đều là triệu chứng thời kỳ đầu của bệnh dịch hạch. Ngươi cảm thấy buồn nôn muốn nôn sao? Thương Mai hỏi. Phải, nhưng hạ quan là vì nhìn rất nhiều thi thể, những thi thể đó vô cùng thối rữa. Tô Mộc ôm ngực, có hơi nói không ra lời, từng trận buồn nôn cuộn lên, hắn ta suýt nữa thì nôn ra. Thương Mai khẽ thở dài, đang là lúc cần dùng người, nếu như Tô Mộc bị nhiễm bệnh rồi, thật là rắc rối mà. Tô Mộc kìm chế cơn buồn nôn, nhìn thấy gương mặt của Thương Mai hơi biến sắc, bản thân cũng có hơi sợ rồi, Vương Phi. Hạ quan chắc không phải. Thương Mai nói, bây giờ còn chưa chắc chắn, nhưng người cần phải cách ly, người ở trong phòng, đâu cũng không được đi. Cách ly, không thể đến khu phía Tây là bệnh nhân đã được chẩn đoán chắc chắn rồi, cũng không thể nhốt ở khu phía Nam, tuy khu phía Nam đều là người có triệu chứng, nhưng hy vọng sức đề kháng của Tô Mộc đủ mạnh, hắn ta chỉ là bị cảm thôi. Gương mặt của Tô Mộc hơi biến sắc, hạ quan thật sự bị nhiễm bệnh rồi sao? Hắn ta có hơi sợ hãi, hắn ta từng thấy người bị nhiễm bệnh đó chết đi, chết rất đau đớn, cũng không vẹn nguyên. Trước tiên không cần lo lắng, tự mình xem thử có thể có nốt ban đỏ hay không. Thương Mai khẽ nói. Tô Mộc lùi lại vài bước, Vương Phi đi mau đi, hạ quan nếu bị nhiễm bệnh rồi, tuyệt đối không thể truyền nhiễm cho Vương Phi. Thương Mai nói, yên tâm, ta đã uống thuốc. Thuốc đó, thật sự có thể phòng ngừa lây nhiễm sao? Tô Mộc hỏi. Không thể 100%, không phải nhất định có thể, nhưng có hiệu quả, hơn nữa đối với bệnh dịch hạch ở giai đoạn đầu cũng có hiệu quả, ta lát nữa sẽ lệnh người đưa thuốc cho ngươi, ngươi dựa theo căn dặn của ta, mỗi ngày uống 2 lần. Cảm ơn Vương Phi, Tô Mộc cảm kích nói. Thương Mai nhìn Tô Mộc, ngươi mau khỏe lại, ta cần người giúp. Trong lòng Tô Mộc rất buồn, rất hận mình, mặc kệ là trước đó nghi ngờ Vương Phi hay là vì bây giờ không có dũng khí đối diện với bệnh tật. Hắn ta thật sự cảm thấy mình vô dụng, Thương Mai nói như vậy, khiến viên mắt của hắn đỏ lên. Thương Mai sau khi an ủi mấy câu, liền đi ra ngoài. Lây nhiễm của Tô Mộc đã phủ một tầng ám ảnh vào trong lòng của Thương Mai. Tuy lão thất bọn họ trước khi xuống núi đã uống thuốc, nhưng chỉ uống 1 lần, dược lực đó cũng không phải là quá mạnh, nếu như xảy ra chuyện, cô lại không có ở bên cạnh bọn họ, thật sự không biết phải làm sao mới tốt. Hơn nữa, Tô Mộc loại võ tướng này, sức đề kháng vốn dĩ rất tốt, đều không may nhiễm bệnh, có thể thấy trận dịch bệnh này nguy hiểm cỡ nào. Không được, cô phải tiếp tục điều chỉnh phương thuốc. Mama và Tiểu Khuyên vào sầm tối ngày hôm đó tới nơi, Thương Mai không cho phép bọn họ tiến vào, bảo bọn họ trở về phủ của An công chúa. Nhưng Mama và Tiểu Khuyên kiên trì ở lại, Thương Mai không thể gọi người trói bọn họ mang đi, không dám gọi người tiếp xúc với bọn họ. Cuối cùng vẫn là đồng ý để bọn họ ở lại. Sau khi chẩn đoán ra bệnh dịch hạch, trái tim của Thương Mai không bình tĩnh được, tối cũng ngủ không ngon, cứ lơ lửng. Người ngoài không biết tính nghiêm trọng của bệnh dịch hạch, nhưng cô biết. Khi học y, đã học sơ về bệnh truyền nhiễm,
từng đọc một số tài liệu về bệnh truyền nhiễm. Bệnh dịch hạch, cũng được gọi là bệnh hắc tử, tỷ lệ chết rất cao. Cô muốn điều chỉnh phương thuốc, liền trong đêm lật sách, xem sách hy mang từ Hàn Sơn xuống. Lúc tối Nhu Giao tới, thấy cô đang bận liền muốn đi, Thương Mai gọi nàng ta lại, Nhu Giao, người đến vừa đúng lúc, người cũng cùng xem. Người kêu ta xem sao? Nhu Giao sững ra. Phải, nhiều thêm một người, nhiều thêm hai con mắt, Ôn Yến đại phu từng chữa trị rất nhiều các loại dịch bệnh, có lẽ sẽ ghi chép về bệnh dịch hạch. Thương Mai nói, cách chữa trị bệnh hắc tử ở hiện đại ở đây không có tác dụng, chỉ có thể tìm từ trong trung y, Ôn Yến gần như là quyền uy rồi. Nhưng số sách này, là Ôn Yến đại phu cho người để ta xem, liệu có. Thương Mai nói, người sao lại nghĩ như thế? Y thuật vốn dĩ là không nên có bức tường ngăn cản nào cả, nếu không giao lưu, làm sao có thể đem y thuật phát dương quang đại. Nhu Giao mỉm cười, trong võ lâm rất nhiều môn phái, đều sẽ không tùy tiện đem võ công truyền cho người khác. Võ công thì sao chứ? Võ công nếu như là người xấu luyện rồi, chỉ sẽ hại người, nhưng y thuật sẽ không, học y, quá nửa đều mang tinh thần chữa bệnh cứu người, dùng y thuật hại người, ít thấy, trừ phi là độc. Cũng phải Nhu Giao cảm thấy Thương Mai thật sự rộng rãi, ngồi xuống, người nói thử triệu chứng của bệnh dịch hạch cho ta. Có lẽ Ôn Yến đại phu sẽ không dùng ba từ bệnh dịch hạch này. Không phải là bệnh dịch hạch thì là bệnh hắc tử, người cha ba từ này. Người chắc chắn như vậy sao? Bệnh dịch hạch và bệnh hắc tử, ta đều chưa từng nghe qua. Bởi vì, Thương Mai suýt nữa đem Ôn Yến là người cùng thời đại với mình nói ra, người chưa từng nghe qua, nhưng ta nghe qua rồi, tên gọi của loại bệnh này không phải là ta đặt. Ôn Yến đại phu kiến thức sâu rộng, từng chữa trị cho nhiều bệnh nhân như thế, gặp nhiều triệu chứng như thế, nàng nhất định biết. Được, vậy chúng ta bắt đầu tra. Nhu Giao nói. Tra sách, là vất vả, chỗ này rất nhiều sách, đều là ghi chép về những loại bệnh tương đối đặc biệt mà Ôn Yến từng chữa trị, hơn nữa đa số là viết tay, tuy trình bày rất gọn gàng, nhưng sách y của mỗi người viết có thói quen khác nhau, hơn nữa những bản thảo viết tay về sau của Ôn Yến dùng chữ giản thể, Nhu Giao khi xem cảm thấy rất khó khăn. Nghỉ ngơi một lát, xem một canh giờ. Thương Mai thấy mắt của Nhu Giao đều đỏ lên, liền rót trà cho nàng ta, bảo nàng ta nghỉ ngơi. Nhu Giao dụi mắt, Tô Mộc có phải là lây nhiễm rồi không? Nghi ngờ sơ bộ là phải. Thương Mai thở dài, nhíu mày nói. Thật sự là nhà dột gặp mưa rào. Triệu chứng của hắn tương đối nhẹ, hy vọng thuốc của ta có hiệu quả đối với hắn. Thương Mai nói. Bệnh này nguy hiểm như vậy, thật ra là ta chưa từng thấy trong đời. Nhu Giao nói rồi. Lại cười khổ có điều, ta bình sinh cũng chưa từng gặp quá nhiều triệu chứng bệnh, hơn nữa bệnh nhân ta từng chữa trị, có vài người đi rồi, ta cố gắng hết sức đi cứu bọn họ, cuối cùng vẫn không thể cứu sống. Thương Mai đối với chữa bệnh là có cảm giác sâu, sinh lão bệnh tử, mỗi người đều phải trải qua, có khi không phải nói chúng ta dốc hết sức rồi thì có thể cứu được họ. Nhu Giao nhìn cô, Thương Mai, người lúc đầu tại sao muốn học y? Đây là một vấn đề rất khắc sâu. Gần như có thể nói là khảo vấn lòng người. Người thì sao, người tại sao muốn học y? Thương Mai hỏi ngược lại. Muốn cứu người, Tôn Phương Nhi hại người, ta muốn cứu người, thay tỷ ấy chuộc tội. Nhu Giao không hề che đậy. Thương Mai mỉm cười, ta không có cao thượng như ngươi, ta lúc đầu chọn học y, là vì cảm thấy làm bác sĩ có thể kiếm tiền. Á, kiếm tiền, Nhu Giao sững ra. Thương Mai cũng sững ra, sau đó mỉm cười, ta nói đùa đó. Người nghe không ra sao? Chương 579, phương thuốc. Thương Mai tiếp tục nói, nhưng ta không có cao thượng như ngươi là thật, ta lúc đó ở tướng phủ không được sủng ái, ngươi cũng biết, bị người ta lăng nhục, tóm lại sẽ bị thương, hơn nữa bệnh rồi cũng không ai thay chúng ta mời đại phu, vừa hay có cơ hội này để ta gặp được người hiểu y thuật vừa bằng lòng dạy ta thì ta học. Chỉ là, lúc mới bắt đầu học, chưa từng nghĩ sau này sẽ chữa bệnh cứu người gì cả, chỉ là nghĩ cho mình, nhưng dần dần. Ta cảm thấy y thuật của mình có thể giúp được người khác, liền lấy đó làm sứ mệnh, ta cảm thấy, con người cả đời này tóm lại phải có chuyện mình muốn làm, có trách nhiệm và sứ mệnh của mình, người học y, chữa bệnh cứu người chính là sứ mệnh của chúng ta. Nhu Giao nghe đến nhập thần, si ngốc nói, thật ra ta đều luôn có một giấc mơ, ta hy vọng có thể mở một y quán, làm đại phu, nhưng ta biết người trong nhà sẽ không đồng ý, một tiểu thư của gia tộc lớn, ra ngoài xuất đầu lộ diện, đồi phong bại tục. Nàng ta nói xong thì lại cười khổ, có điều, nếu như chúng ta thật sự có thể sống rời khỏi nơi này, ta nhất định sẽ chiếu theo tâm nguyện của mình, đi làm chuyện mình muốn làm. Có thể sống rời khỏi,
đây là vấn đề trước đây bọn họ đều không dám nghĩ. Bởi vì, bệnh dịch vô tình, Tô Mộc nhiễm bệnh khiến trong lòng bọn họ đều bắt đầu bất an, bởi vì không biết khi nào sẽ đến lượt bọn họ. Phương thuốc của Thương Mai là không thể hoàn toàn phòng ngừa, cho dù chỉ có 1/1000 cơ hội lây nhiễm, cũng có khả năng sẽ đến lượt bọn họ. Thương Mai thấy nàng ta nói như thế, trong lòng có hơi nặng. Chúng ta sẽ không sai. Thương Mai bất lực an ủi, nhưng ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy câu nói này không có đủ sức. Nhu Dao thở thoải mái ra, không nói chủ đề nặng nề như này nữa, ta đi tìm Linh Lợi tới đây, nàng cũng hiểu chút y thuật, để nàng cùng đến giúp, thêm người thêm sức. Đi đi, bảo Loan Loan cũng tới. Thương Mai nói, Loan Loan tuy không hiểu gì về y thuật, nhưng tìm tài liệu vẫn là có thể. Gọi Linh Lợi và Loan Loan tới, bốn người bắt đầu công việc tìm kiếm. Thương Mai phát hiện, Linh Lợi xem sách rất nhanh, nàng ta gần như liếc mắt 10 dòng, nháy mắt đã lật trang. Linh Lợi, người xem nhanh như vậy, có khi nào không thể chú ý tới không? Thương Mai nhắc nhở. Linh Lợi nói, không, không sai được, bệnh dịch hạch, bệnh hắc tử, 6 chữ này, nếu có ta nhất định sẽ biết. Người sao lại xem nhanh như vậy? Mắt của ngươi không mỏi sao? Loan Loan hỏi. Không mỏi, Linh Lợi tiếp tục dở sách, thậm chí có thể vừa nói chuyện vừa xem. Thương Mai cảm thấy Linh Lợi con người này lai lịch không đơn giản, tuy nói nàng ta là thị nữ của Dạ Vương, nhưng cứ cảm thấy nàng ta nói chuyện cũng tốt, làm việc cũng tốt, đều cao thâm khó lường. Tiếp tục, tiếp tục, Linh Lợi thấy mọi người đều nhìn nàng ta, liền đập đập sách nói. Ba người cúi đầu, tiếp tục xem. Đại khái khoảng nửa canh giờ, Linh Lợi đột nhiên đập sách lên bàn. Tìm được rồi, chỗ này có viết ba từ bệnh dịch hạch. Mọi người vô cùng vui mừng, lập tức bỏ sách trong tay xuống nhìn sang Linh Lợi. Thương Mai cầm lấy, quả nhiên phát hiện có ghi chép về bệnh dịch hạch. Chỗ này viết sau trận lũ lụt thì xảy ra bệnh dịch, chuột bọ hoành hành khắp nơi, bách tính mắc bệnh dịch hạch, có điều, chỉ xảy ra trong phạm vi nhỏ, không có lây lan. Đương nhiên, nguyên nhân không có lây lan là vì có một vị thần y xuất hiện. Ôn Yến, nàng vừa hay đi qua nơi đó. Không có phương thuốc sao? Không có cách chữa trị sao? Linh Lợi lật đến trang cuối cùng, vậy mà hết rồi, không khỏi thất vọng. Á, thật sự không có sao? Loan Loan cầm lại xem, cũng thất vọng nói. Thương Mai nói, không, không phải là không có, mà là bản sách này viết hết rồi, nàng nhất định sẽ ghi vào một quyển sách khác, mau tìm. Bốn người lại lật tìm một trận, Loan Loan nói, Ôn Yến đại phu tại sao không có đánh số cho sách chứ? Để 1, 2, 3, 4 không phải là tốt rồi sao? Cũng tránh để chúng ta tìm muốn chết. Thương Mai nói, đừng oán thán nữa, mau tìm, phương thuốc cứu mạng đó. Cô nhanh chóng lật tìm, lúc này so với trước dễ tìm hơn nhiều rồi, ít nhất biết chắc chắn là ở mấy trang đầu. Tìm được rồi, tìm được rồi. Nhu Dao hưng phấn khua khua quyển sách, mấy cái đầu trụng lại. Nhưng, nhìn thấy nội dung tiếp theo, mấy người đều thất vọng rồi. Trong sách có phương thuốc. Nhưng phương thuốc không đầy đủ, bị mối ăn mất ba vị thuốc. Tất cả số sách đều được bảo quản rất tốt, duy chỉ quyển sách này, bị mối ăn mất, thật là ông trời trêu ngươi mà. Điều đáng mừng duy nhất là phương thuốc phòng ngừa giống với phương thuốc của Thương Mai, cũng có công hiệu chữa trị, nhưng muốn chữa khỏi hẳn thì phải dựa vào phương thuốc bị mối ăn mất này. Sao lại như thế chứ? Đây không phải là phí công vô ích rồi sao? Nhu Dao thất vọng nói. Thương Mai nhìn thuốc của phương thuốc này. Có một phần giống với phương thuốc của cô, cũng có bốn vị thuốc thay đổi, những thuốc này, cô xem rồi, đều là thuộc loại thanh nhiệt giải độc, cũng tức là nói không có tiêu viêm. Đổi cách nói thì ba vị thuốc này, chắc là thuốc tiêu viêm kháng khuẩn. Rốt cuộc là thuốc gì? Thương Mai lọc một lượt các loại thuốc chung vừa kháng khuẩn vừa tiêu viêm. Cô nghĩ đến ở hiện đại từng có một vị thuốc cổ, là dùng kim ngân hoa, bách bộ, đại hoàng, đại thanh diệp, mấy vị dược liệu hợp thành. Trong đó kim ngân hoa có thể kháng khuẩn diện rộng, đối với trực khuẩn kiết ly, trực khuẩn thương hàn, trực khuẩn đại tràng, trực khuẩn ho gà, trực khuẩn bạch hầu, trực khuẩn mủ xanh, trực khuẩn kết hạch, khuẩn tròn dạng xoắn, khuẩn tròn phổi viêm. Đều có tác dụng ức chế, còn có tác dụng chống virus cảm cúm, nếu như Ôn Yến đại phu dùng thuốc, chắc sẽ dùng kim ngân hoa. Thương Mai viết kim ngân hoa ra, xem là một loại trong đó. Còn có diếp cá. Diếp cá ở hiện đại cũng được trở thành một loại thuốc kháng vi sinh tự nhiên, có hiệu quả kháng khuẩn. Cô cũng tạm thời viết lại, chỉ là còn có một loại. Nhu Dao cầm sách nói, người ở đây đã viết được hai vị thuốc, còn có một vị, Thương Mai, người xem chỗ này, bên dưới có nói rõ,
nói chìa khóa vàng này là mấu chốt, không thể không dùng, nếu không dùng sẽ không đạt được hiệu quả tiêu viêm kháng khuẩn, chìa khóa vàng này vàng hay là thuốc? Chẳng lẽ là đem vàng bỏ vào trong thuốc nấu cùng? Chìa khóa vàng, Thương Mai lẩm bẩm cái tên thuốc này, thật sự chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ, thật sự là vàng? Loan Loan sửng sốt hỏi, vàng này cũng có thể làm thuốc dùng sao? Vậy tổ mẫu của ta có thể rất nhiều thuốc rồi. Nhu Dao bị nàng ta chọc cười rồi, phải, tổ mẫu của ngươi giàu có một phương. Trần Thái Quân giàu có, không ai không biết, có điều, bà ta là quân tử ưu tiên như mạng, ví dụ, loại đen ăn đen. Phải, tổ mẫu của ta mấy năm trước với người ta từng làm kinh doanh thảo dược, bây giờ người vẫn là thương nhân dược liệu lớn nhất của Đại Chu. Loan Loan kiêu ngạo nói. Tuy nhiên, người đối với dược liệu không biết cái gì. Nhu Dao cạn lời. Tâm tư của ta, dùng ở nơi khác rồi. Thương Mai nghe thấy Loan Loan nói như thế, hỏi tổ mẫu của ngươi là thương nhân dược liệu sao? Ta sao không biết? Người bây giờ không để tâm gì rồi, giao cho người dưới đi làm, người chỉ thu ngân lượng thôi. Thương Mai vô cùng kinh ngạc, thật sự không ngờ Lão Thái Quân còn có làm kinh doanh. Trước đây cũng nghi ngờ Trần gia tại sao lại có tiền như thế, cũng không thấy Trần gia ai ra ngoài đi làm kinh doanh. Thì ra, lại làm kinh doanh dược liệu. Phải, tổ mẫu còn kinh doanh rất nhiều cái khác, trước đây cũng từng hợp tác với lão gia tử của Hồ gia, sau này không biết như thế nào, hai người không còn qua lại nữa. Chương 580, đánh người. Tuy nói là nói chuyện phiếm, nhưng Thương Mai lại để tâm. Ngành dược liệu của Bắc Mạc thật sự không phát triển. Y thuật cũng rất lạc hậu, Bắc Mạc rất nhiều khu vực bây giờ còn dùng vu thuật, thậm chí có người cảm thấy, mắc bệnh cúng lễ mời pháp sư trừ tà sẽ khỏe. Nhưng, muốn Hoàng đế Bắc Mạc nhờ Đại Chu thu mua dược liệu giúp, chỉ sợ không dễ dàng. Tuy không có qua lại, Thương Mai từ mọi thứ của hắn ta quyết định, nhận định hắn ta là một Hoàng đế chỉ có dã tâm mà không có lòng yêu dân. Hoàng đế như thế không nỡ bỏ được mặt mũi. Đặc biệt, hắn ta luôn trưng ra tư thái cao cao tại thượng. Sao sẽ đi nhờ vả Đại Chu chứ? Trước đây đến Đại Châu tìm An Nhiên Vương gia, cũng là do áp lực, bởi vì phải khai chiến thì phải dẹp yên sự phẫn nộ của bách tính trước. Nhưng Đại Chu cũng không thể tự động chia tay ra, Lão Thái Quân càng sẽ không. Trận dịch bệnh này muốn thật sự được xem trọng, phái chủ hòa phải áp chế. Được phái chủ chiến. Thương Mai nghĩ tới Lão Thất, không biết hắn có thể làm được không? Hơn nữa, khiêu khích phái chủ chiến. Sự an toàn của bản thân cũng sẽ gặp uy hiếp. Từ khi thành thân đến nay, bọn họ chưa từng được trải qua tháng ngày thoải mái. Nặng nề thở dài một hơi, tâm tư vẫn quay trở lại, sắp xếp lại phương thuốc. Chìa khóa vàng là mấu chốt. Nhưng, chìa khóa vàng rốt cuộc là thuốc gì? Nhu Dao, có một số thuốc có tên khác, người nghĩ xem, liệu có tên khác của loại thuốc gì là chìa khóa vàng không? Nhu Dao suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, ta không biết. Cũng không nghĩ ra có tên khác của dược liệu gì là chìa khóa vàng, không bằng, đi hỏi thử những đại phu của cục huệ dân đó. Cũng được, ta ra ngoài hỏi thử, Thương Mai nói. Linh Lợi tức giận nói, những đại phu đó, đến khu dịch bệnh, cái gì cũng không làm, giống như đại gia, vừa nhìn là biết đến đối đầu với chúng ta. Nhu Dao thật sự rất không hiểu, những đại phu này tại sao đều không chữa bệnh cứu người chứ? Không sợ có người bẩm báo lên hoàng thượng sao? Bọn họ nếu có thể chữa trị, sớm đã chữa để lập công rồi, chỉ là biết trị không được, không muốn động tay cũng không muốn tiếp xúc gần với bệnh nhân, tránh mình cũng bị lây nhiễm, loại người này, không xứng làm đại phu. Linh Lợi hừ giọng. Thương Mai đứng dậy, nói, đại phu của cục huệ dân, là quan trong triều, tuy nói phục vụ bách tính, lại lưu luyến trốn quan trường, trở nên ích kỷ, chắc chắn, những đại phu thật sự muốn chữa bệnh cứu người đó, chỉ sợ ở cục huệ dân cũng không ngóc đầu lên được. Cô đi ra ngoài, cũng không quản được nhiều như thế, hỏi thử trước đã. Thương Mai đi ra ngoài, đi đến bên khu phía đông, mấy đại phu của cục huệ dân đều ở đó phơi thảo dược, đây là công việc bọn họ có thể làm. Ở mộc trại, những người này thần chê quỷ ghét, nhưng là vì bọn họ là người của triều đình phái tới, trong lòng bách tính tuy căm ghét, nhưng cũng không dám không cung kính. Thương Mai đi tới, hỏi, làm phiền một chút, xin hỏi mọi người có từng nghe đến loại dược liệu nào là chìa khóa vàng không? Những đại phu đó ngẩng đầu, liếc nhìn Thương Mai, một người trong đó nhàn nhạt nói, chìa khóa vàng. Vàng sao, dược liệu đâu có loại nào tên chìa khóa vàng đâu, Vương Phi chắc không phải là muốn tạo ra vấn đề gì khó làm khó chúng ta chứ. Thương Mai thấy ông ta mặt mày kiêu ngạo còn châm chọc thì tức giận, nhưng vì phương thuốc,
cũng tạm thời chỉ có thể nhịn, không phải là làm khó các ngươi, chỉ là ta đột nhiên nghĩ tới, sư phụ ta từng nói, có một phương thuốc có thể chữa khỏi bệnh dịch hạch, phương thuốc này có một vị dược mấu chốt tên chìa khóa vàng, ta không biết là gì, đặc biệt đến thỉnh giáo các vị. Nhưng đại phu đó đều bật cười, người vừa rồi nói chuyện đứng dậy nhìn Thương Mai, Vương Phi là đang nói đùa à? Ngươi là thần y, ngươi đều không biết, ta sao mà biết được? Hơn nữa, cái gọi là chìa khóa vàng này, có phải là tên thuốc không, thật sự không ai biết được. Giọng điệu nói chuyện của vị đại phu này đặc biệt cổ quái, trong châm chọc mang theo sự giễu cợt, trong một câu đã nói ba ý, nhưng mỗi một ý sẽ kéo dài âm cuối, ý vị châm chọc này, đừng nói đến Thương Mai, cho dù là con chó ở cửa thôn cũng có thể nghe ra. Thương Mai không tức ngược lại còn cười, được, không biết phải không? Được, cô xoay người đi. Sau đó truyền đến một tràng cười. Linh Lợi ở đối diện nhìn, sắc mặt phẫn nộ, Thương Mai ra hiệu, sau đó đi khu phía nam. Linh Lợi cũng xoay người về phòng, không lâu sau, một nam tử ăn quần áo bằng vải thô từ trong phòng nàng ta đi ra, người này sửa soạn không khác với thôn dân, gương mặt cũng rất bình thường. Hắn ta trực tiếp đi về khu phía đông, khi đi, bên đường có một cây gậy, hắn ta thuận tay nhặt lên. Những đại phu đó lại ngồi xuống phơi thuốc, mặt trời đã không còn, bọn họ vẫn đang phơi thuốc. Lý Huynh, Huynh vừa rồi nói chuyện thật là buồn cười, Huynh không thấy Nhiếp Chính Vương Phi đó tức đến nỗi mặt mày đều xanh rồi, nhưng cũng không dám nổi giận với chúng ta, thật là giải hận. Còn không phải sao, nói là đệ tử của Ôn Yến Đại Phu, cũng chỉ có thể là dụ được mấy thôn dân vô tri đó thôi, Ôn Yến Đại Phu cũng không biết chết bao lâu rồi, nàng ta mới bao nhiêu tuổi chứ. Lại dám nói là đệ tử của Ôn Yến Đại Phu, da mặt này thật dày. Chúng ta không nể nàng ta. Nhìn bộ dạng của nàng ta cũng hết cách, đợi những thôn dân này đều chết hết rồi, chúng ta cũng xuống núi phục mệnh. Mấy vị đại phu, nhìn bên này, nam tử mặc đồ đen đi đến bên cạnh bọn họ, cười nói. Đám đại phu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thôn dân cầm gậy đứng ở bên cạnh, liền xua tay như đuổi ruồi bọ, đi đi đi, đừng tới đây, đừng cản trở chúng ta phơi thuốc. Ta đến giúp các người, như thế nào? Nam tử bước tới một bước, nụ cười trên mặt rất cổ quái. Ôn hòa khó tả, lạnh lùng khó nói thành lời. Lý đại phu hỏi, ngươi là từ khu nào tới? Khu phía tây, nam tử cười tươi nói. Khu phía tây, mọi người xứng ra, sau đó đứng dậy lùi về sau vài bước, tức giận nói, khu phía tây đều là người bị nhiễm bệnh, cút cút cút. Cút, ta sẽ cút. Nam tử đột nhiên cười ghê rợn, nhặt gậy gỗ lên, xông tới, đánh đám đại phu này một trận. Mấy đại phu đó ôm đầu chạy như lũ chuột. Nhưng đâu chạy được chứ? Cây gậy gỗ đó rõ ràng chỉ có một cây, nhưng bọn họ đi đến đâu, cây gậy gỗ đó liền xuất hiện ở đó. Bọn họ đều là người học y, một thư sinh yếu đuối, nói trắng là không biết võ công, ngay cả đi đường vài bước cũng sẽ thở gấp, một trận đòn của nam tử này, thật sự là cho bọn họ dễ chịu, mà. Lý đại phu thấy thôn dân vây lại, lại không có ai đến giúp, tức giận nói các người ăn cứt sao? Còn không tới lôi tên điên này ra. Có tin ta về bẩm báo vương gia, đem các ngươi ra chém. Á, lời của ông ta còn chưa nói xong, sau lưng lại ăn một gậy, cả người ông ta bụp một phát ngã ra, lần này thật là ngã như thế chó ăn xít. Bách tính đối với những đại phu này là hận vào tận xương tủy, đâu có bằng lòng lên giúp chứ. Thấy bọn họ nhếch nhác như thế, bách tính đều che miệng cười trộm, thâm khâm phục người dám động thủ này. Chỉ là, người này là ai? Bọn họ đều không quen. Thương Mai và Loan Loan Nhu Giao ở trước cửa khu phía tây, khoanh tay đứng quan sát một màn này. Thương Mai nghĩ đến cái bản mặt của bọn họ vừa rồi thì tức giận, ra hiệu Linh Lợi động thủ, thật sự là không thể nhịn được nữa rồi. Mẹ nó, không đánh cho một trận, bọn họ còn không biết mình họ gì, ăn lương thực của ai trông. Ta cũng rất muốn đi đánh, Loan Loan tay chân có hơi ngứa rồi, đặc biệt muốn đi ra đấm vài quyền, sớm đã muốn đánh, chỉ là Thương Mai không tỏ ý. Cục tức này, đều sắp nghẹn chết nàng ta rồi. Thương Mai lườm nàng ta, người an phận chút đi. Đúng đó, Linh Lợi là cải trang tới, xong việc cũng không truy cứu đến nàng ta. Nhu Giao nói. Chương 581, náo xuống núi. Loan Loan tò mò hỏi, nói thì ra thuật dịch dung của Linh Lợi sao lại cao minh như thế? Ta với nàng ta ở một phòng, nhiều ngày như thế đều không thể nhìn ra nam nhân này là nàng ta hình như cao hơn rồi. Ma ma cũng đi ra, cười nói, đâu là cao hơn rồi. Dày độn đế. Lợi hại, lợi hại. Loan Loan quyết định phải phong Linh Lợi làm thần tượng.
ngược lại là Nhu Dao, khi nhìn Linh Lợi, có hơi suy tư. Lúc này, có lẽ là không nên nghĩ đến những chuyện này. Tô Thanh thích Linh Lợi, nàng ta vẫn là không nhịn được nói. Thương Mai và Loan Loan ngạc nhiên nhìn nàng ta, Loan Loan hỏi, ngươi nói cái gì? Tô Thanh thích Linh Lợi. Nhu Dao cười khổ một tiếng, phải, hắn thích Linh Lợi. Ngươi sao lại biết chứ? Chuyện từ khi nào? Loan Loan hỏi. Nhu Dao hít thở sâu một hơi, đáy mắt hơi đỏ, bọn họ thật ra sớm đã biết nhau rồi, còn hắn từ khi nào thích Linh Lợi, ta không biết, trước khi đến Bắc Mạc, ta cười hỏi hắn, nói đợi chúng ta từ Bắc Mạc trở về thì chúng ta thành thân, hắn nói với ta đã có người mình thích rồi, người đó chính là Linh Lợi. Loan Loan thấy nàng ta buồn bã, cũng buồn theo, đưa tay ôm nàng ta, huyện chúa, người không vui, muốn khóc thì khóc ra. Đi, không có gì phải khóc cả, Nhu Dao mỉm cười. Đáy mắt lại có nước mắt dâng lên, ta từng thành thân, không phải hoàng hoa khuê nữ, hắn không thích ta cũng là chuyện bình thường. Không, Tô Thanh không phải là người da mỏng như vậy, hắn và Linh Lợi nếu như sớm đã quen biết, vậy thì có lẽ sớm đã có tình cảm sâu đậm rồi. Thương Mai an ủi. Không cần lo, không cần lo, ta quen rồi, ban đầu thích biểu ca cũng không thích ca, hiện nay thích Tô Thanh cũng không thích ta. Nhu Dao lại hít thở sâu, ép nước mắt lại, xin lỗi. Lúc này ta quả thật không nên nghĩ đến những chuyện này, xem thử những bách tính này, xem thử những thôn dân này, bọn bọ chỉ là muốn sống tiếp, ta không nên khát vọng quá nhiều, dù sao, ta còn sống tốt. Thương Mai là thật sự đau lòng cho Nhu Dao, trái tim của cô nương này thật sự rất tốt. Tôn Phương Nhi đối với nàng ta, đối với người nhà của nàng ta như thế, nàng ta ngoài miệng nói oán hận, nhưng lại học y chữa bệnh cứu người thay nàng ta đền tội. Nàng ta thích Lão Thất. Nhưng Lão Thất không thích nàng ta cũng sẽ không quấn chết lấy. Hiện nay thích Tô Thanh có người mình thích, nàng ta cũng chỉ là chôn nỗi buồn vào trong lòng, nữ tử kiên cường ương ngạnh như thế khiến người ta đau lòng. Nhu Dao, tin tưởng ta, ngươi sẽ gặp được một người thật lòng thích ngươi, thương yêu ngươi, muốn ở bên ngươi cả đời, người này cũng nhất định là nhân trung long phượng. Thương Mai nắm tay của nàng ta nói. Nhu Dao cười, trong nụ cười mang theo nước mắt, không sao, cho dù không tìm được. Ta mở một y quán, ta nhớ, Hồ Hạnh Nhi từng nói với ta, cuộc đời, không chỉ có mỗi tình yêu, còn có thể có nhiều truy cầu, có nhiều mục tiêu khác. Cô nương này thật tốt. Thương Mai cũng cảm thấy Lão Thất không có chấp nhận nàng ta, là tổn thất của Lão Thất. Loan Loan cũng muốn an ủi, nhưng không biết nói cái gì, vắt óc suy nghĩ một lát, nói cũng không phải là không có ai thích. Ngươi, Nam Hoài Vương không phải là rất thích ngươi sao? Nhu Dao lườm nàng ta, tặng ngươi, muốn không? Loan Loan cười khan một tiếng, không cần, ta có Tiêu Thác rồi. Bên đó, Linh Lợi đã đánh đám đại phu đó cả người xanh tím, đầu bánh bao rồi. Nàng ta ném cây gậy đi, sải bước đi. Nàng ta đi đâu thế? Loan Loan sững ra. Nàng ta đương nhiên phải đi cởi bộ quần áo đó rồi mới quay lại. Thương Mai gõ vào cái đầu của nàng ta. Ồ, Loan Loan mỉm cười. Không lâu sau, quả nhiên liên thấy Linh Lợi từ bên ngoài trở về, trong tay còn cầm một bó thảo dược, thấy đám đại phu đỡ lấy nhau, không ai giúp đỡ, trên người lại mang vết thương, không khỏi ngạc nhiên hỏi, đây là chuyện gì thế? Ai ở đây đánh người rồi? Thương Mai còn không nhịn được, quả thật là một nữ nhân phúc hắc. Chẳng trách Tô Thanh thích nàng ta. Ánh mắt của Lý đại phu quét qua, từ xa nhìn thấy Thương Mai, ông ta cảm thấy là hạ Thương Mai cho người đánh bọn họ. Ông ta vô cùng tức giận. Kéo mấy đại phu đi tìm Tô Mộc. Tô Mộc đang cách ly, Thương Mai tự nhiên không thể để bọn họ đi vào. Các ngươi muốn làm gì? Tô đại nhân mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Thương Mai ngăn cản. Các ngươi đều thấy chúng tôi bị đánh, tại sao không tới giúp? Lý đại phu chất vấn Thương Mai. Thương Mai quay đầu nhìn Loan Loan, ngươi nhìn thấy không? Loan Loan mê mang lắc đầu, ta không nhìn thấy. Các ngươi, Lý đại phu tức đến ngây ra. Dùng sức đập cửa, Tô đại nhân, người lập tức ra ngoài, giết người rồi. Tô Mộc ở bên trong nghe thấy tiếng ồn ào, kéo cửa ra, nhìn thấy mấy đại phu đều bị thương, không khỏi hỏi, sao thế? Lý đại phu, người đi đánh nhau rồi sao? Chúng ta ở đây bị người ta đánh, ngươi là chủ sự của nơi này, chuyện này ngươi có phải nên quản không? Lý đại phu tức giận. Nói, đánh người sao? Vậy các ngươi có nhìn rõ là ai đánh không? Nhìn rõ. Nhất định là thôn dân của mộc trại này, người lập tức phái người tìm ra người này. Lý đại phu thẳng lưng, thịnh khí. Bức người nói. Tô Mộc nhìn Thương Mai,
là xin ý tứ của Thương Mai, Thương Mai gật đầu với hắn ta. Trong lòng Tô Mộc có tính toán, nói, nếu Lý Đại Nhân đã nói muốn tra triệt để, vậy thì tra triệt để. Hắn ta gọi một tiếng, A Tứ, qua đây. Một binh sĩ đi tới, Tô Đại Nhân. Ngươi lập tức dẫn người đi lục soát, dẫn Lý Đại Nhân đi nhận người, bắt buộc phải tìm ra hung thủ đã đánh người. Tô Mộc ra lệnh nói. Vâng, A Tứ nhận lệnh, lập tức dẫn mấy người đi tìm. Người trong khu phía đông của Mộc Trại, toàn bộ đều được tập trung ở bãi đất trống. A Tứ đi đến trước mặt Lý Đại Phu, nói, Lý Đại Phu, người đều đủ rồi, người đi nhận đi, xem ai là người đánh ngươi. Mấy nghìn người, đen xì xì đứng đó, bãi đất trống rộng lớn gần như không chứa hết. Mấy tên Đại Phu đi xác nhận, bọn họ rất hận tên hung thủ đã đánh người đó, bắt buộc phải lôi hắn ta ra. Tuy nhiên, tìm một vòng, đều không tìm được hung thủ vừa rồi đã đánh người. Lý Đại Phu hỏi trưởng thôn, người đều đủ rồi sao? Người không nhiễm bệnh, đều ở đây rồi, nếu như Lý Đại Phu cho rằng kẻ đánh người đều ở đây, có thể đến khu phía nam, khu phía tây hoặc khu phía bắc để tìm. Trưởng thôn luôn hòa nhã, nhưng lần này cũng tức giận rồi, những thứ tranh ăn không chịu làm này, ông ta nếu trẻ hơn vài tuổi, cũng muốn đánh bọn họ một trận. Khu phía nam là người nghi ngờ có bệnh, khu phía tây là người đã chứng thực có bệnh, mà khu phía bắc là thi thể, có điều thiêu rồi. Bảo bọn họ đến ba khu này tìm, ngược lại khiến mọi người cùng bật cười. Mấy đại phu đều là người của cục huệ dân, bọn họ luôn được người ta tôn trọng, đi đến đâu, bách tính đều nịnh bợ bọn họ, bởi vì cục huệ dân là triều đình mở, giá chữa bệnh rẻ, tư nguyên nhiều, bách tính tự nhiên ủng hộ. Đâu có từng chịu nhục như này. Vì thế, bọn họ nháo đòi xuống núi, muốn tìm Trấn Quốc Vương ra nói rõ ràng. Thương Mai hận không thể cho bọn họ cút đi. Mỗi ngày ở đây lãng phí cơm gạo, lại chỉ trỏ trỏ, quát mắng chửi bới, thật sự chọc giận người ta. Nhưng, bọn họ từng ở Mộc Trại, xuống núi không thích hợp, tránh mang mầm bệnh xuống núi. Lý Đại Phu, tất cả mọi người đều không thể xuống núi, người nếu như muốn thông báo với vương gia, có thể dùng bổ câu đưa thư. Thương Mai nói, người đây là muốn giam lỏng chúng ta sao? Dựa vào cái gì ngươi không cho phép chúng ta xuống núi chứ? Chúng ta cứ... muốn xuống núi, Lý Đại Phu tức giận nói. Thương Mai cũng không phí lời, nói với A Tứ, trói lại. Chương 582, Tần Châu hồi triều. Nhốt mấy đại phu đó lại, giam lỏng lại, Mộc Trại coi như yên tĩnh lại. Thương Mai bắt đầu nghiên cứu phương thuốc, tuy không biết chìa khóa vàng là gì, nhưng, có lẽ vài vị thuốc là có thể thay thế chìa khóa vàng. Bây giờ điều lo lắng hơn là An Công Chúa rốt cuộc có thể thuyết phục Hoàng đế Bắc Mạc không? Đêm đó, An Công Chúa lệnh người đến đưa tin, phương thuốc đã dâng lên Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng có dự tính gì, nàng ta không biết. Thương Mai càng lo lắng, nếu như ngay cả An Công Chúa cũng không thể thuyết phục được Hoàng đế Bắc Mạc, vậy tình hình thật sự không hay rồi. Hai ngày sau, Tân Châu dẫn 10 vạn binh mã hồi chiêu, dũng mãnh, thiết kỳ giãm qua nơi dịch bệnh lây lan, Tân Châu gần như không thể tin được những gì nhìn thấy trước. Đây là Bắc Mạc của nàng ta sao? Nàng ta vốn định trực tiếp vào cung diện thánh. Nhưng Tần lão tướng quân cản nàng ta, bảo nàng ta về phủ thay quân áo trước, sau đó cùng ông ta vào cung. Tần Châu có hơi bất ngờ, bởi vì cũng là tổ phụ dạy bảo, nhưng phàm xuất chỉnh hồi chiêu, đều bắt buộc phải vào cung diện kiến hoàng thượng trước. Hiện nay nửa đường cản lại, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Tần Châu trước nay chưa từng làm trái mệnh lệnh của tổ phụ, ở ngoài thành sắp xếp xong quân sĩ, liền lập tức về phủ. Về đến cửa phủ liên thấy lão tướng quân đã mu áo chỉnh tê. Cháu gái tham kiến tổ phụ, Tân Châu quỳ xuống hành lễ. Đứng lên Tần lão tướng quân tự hào nhìn cháu gái, nhưng phàm nàng ta xuất chỉnh trở về, ông ta sẽ cảm thấy tự hào, dường như nhìn thấy bóng dáng của mình lúc trẻ, tổ phụ và ngươi cùng vào cung, Hoàng Thái Hậu đang tổ chức thọ thần, tổ phụ vào cũng thỉnh an lão nhân ra nàng trước. Tần Châu biết tổ phụ đã hiếm khi vào cung, ngày thọ thần của Hoàng Thái Hậu, ông ta cũng chưa từng tới dự. Nàng ta liền biết tình hình rất nghiêm trọng, đặc biệt cảnh tượng nhìn trên chặng đường đi, nàng ta thật sự sửng sốt. Trong lòng có hơi tức giận, Hạ Thương Mai đó đến đây nhiều ngày như thế, không có tác dụng sao? Hai ông cháu ở trên xe ngựa nói chuyện rất lâu, Tân lão tướng quân đem lời của Trấn Quốc Vương ra đã nói đều nói lại cho Tần Châu. Tần Châu nghe rồi, không có kích động như lão tướng quân, nàng ta suy tư một lát, trận bệnh dịch này không phải đơn giản như vậy, tổ phụ, cháu gái trên đường thấy. Nạn đói diễn ra khắp nơi, thi thể chất đống như núi, thật sự khiến cháu chấn động,
có lẽ lời của Hạ Thương Mai không có phóng đại hoặc là có lòng dây nên hoang mang cho bách tính Bắc Mạc ta đâu. Tần lão tướng quân không ngờ Tần Châu sẽ nói như thế, không khỏi sửng sốt, người vậy mà tin Hạ Thương Mai đó sao? Người từng gặp nàng ta chưa? Nàng ta chính là Nhiếp Chính Vương Phi của Đại Chu, người thật sự tin nàng ta là thật lòng đến chữa bệnh cho Bắc Mạc chúng ta sao? Tần Châu nói, tổ phụ, cháu không tin nàng ta, chỉ là tin vào những gì mắt mình nhìn thấy, cháu mỗi ngày đều có gửi thư về triều, tin tức trong triều cháu cũng biết, từ khi động đất đến nay, số người chết chỉ có hơn 30.000 người, cháu không tin. Cháu tin hay không, điều này không quan trọng, 30.000 người và 300.000 người, bản chất là như nhau, chết thì cũng đã chết rồi, nếu như để mặc ngôn luận của Hạ Thương Mai truyền ra, vậy thì, triều đình mất đi uy tín, bách tính sẽ khủng hoảng. Đến lúc đó, Đại Chu nhân cơ hội này mà tiến vào, chúng ta có thể cản được sao? Nhưng Tần Châu suy nghĩ một lát, nếu như nói, thật sự như lời Hạ Thương Mai trận dịch bệnh này sẽ bùng đại dịch không nói vớ vẩn, lão phu năm nay 72, từng tuổi này từng thấy qua nhiều dịch bệnh, mặc kệ dịch bệnh nguy hiểm đến cỡ, cuối cùng đều được chữa khỏi, sau động đất, thương vong nhiều, xuất hiện dịch bệnh có gì kỳ quái chứ? Còn cảnh ngươi thấy dọc đường, là vì hiện nay trong nước không có đủ nhân thủ cứu nạn, thi thể không xử lý kịp, mới sẽ hình thành cảnh tượng chất đống như núi. Tần Châu rất tôn kính với tổ phụ, nghe ông tức giận, cũng không dám phản biện nữa, nói tổ phụ yên tâm, cháu biết nên làm như nào rồi. Vậy thì tốt, Tần lão tướng quân hài lòng nói. Lát sau, ông ta lại nói, nghe đồn Hạ Thương Mai này, giỏi nhất mê hoặc lòng người, thu mua lòng người, người tuyệt đối không thể mắc câu, Đại Chu và Bắc Mạc ta, tuy nói nhiều năm nay luôn có minh ước hòa bình. Nhưng trong xương tủy sớm đã xem Bắc Mạc là kẻ địch, người nhớ kỹ, trên thế gian này, sẽ không có ai ngu xuẩn như vậy, địch quốc xảy ra chuyện, còn nguyện đến giúp, phu phụ Mộ Dung Khanh là đem âm mưu đến. Tần Châu nhớ tới lần nói chuyện với Mộ Dung Khanh, không cần nghi vấn, Mộ Dung Khanh là người cao thâm khó lường nhất khó đối phó nhất mà kiếp này nàng ta từng gặp. Kết quả đàm phán lần đó là vượt ngoài dự liệu của nàng ta, bởi vì Mộ Dung Khanh vậy mà đã đáp ứng đi mời An Nhiên lão vương ra. Cuối cùng không mời được An Nhiên lão vương ra, đem vương phi của mình đưa đến. Thuận lợi như thế, ngược lại khiến người ta không yên tâm. Tổ phụ, Mộ Dung Khanh này hiện nay ở đâu? Cũng ở Mộc Trại sao? Tần Châu hỏi. Không có ở Mộc Trại, nghe đồn đã xuống núi rồi, nhưng đã đi đâu, không ai biết được. Tổ phụ hiện nay lo lắng, hắn sẽ cải trang, chạy đến Kinh Đô, tiếp cận người của Phái Chủ Hòa. Người của Phái Chủ Hòa nếu như liên thủ lại, đối với bọn họ mà nói. Rất là phiền phức. Ông ta nghĩ đến Phái Chủ Hòa, bỗng mở miệng mắng to, đám người của Phái Chủ Hòa này, trong đầu mọc đầy cỏ, lại cho rằng hòa bình thật sự là nắm trong tay, đâu có biết, hòa bình này cũng phải thông qua đánh trận mới có thể có được, người không đánh, làm sao trấn nhiếp tứ phương? Như nào khiến người ta sợ hãi mà không dám xâm phạm nữa? Làm sao? Khụ khụ. Tần lão tướng quân nói rồi, có hơi kích động, liên lục ho vài tiếng. Tổ phụ đừng kích động. Đám người Phái Chủ Hòa đó không làm nên trò trống gì đâu, có Hoàng thượng và Hoàng hậu ở đó đẻ rồi. Tần Châu vội an ủi. Cô biết tổ phụ chinh chiến nhiều năm, luôn lấy đánh trận làm niềm tự hào, Tần gia cũng chỉ có ở trong lúc đánh trận mới có thể thể hiện được giá trị. Lão tướng quân sau khi ho xong, hít thở sâu vài hơi, cảm thấy có hơi hô hấp không được, rốt cuộc tuổi đã cao, thân thể không còn khỏe mạnh, tổ phụ mắt thấy tuổi sau kém hơn tuổi trước, hôm sau kém hơn hôm trước, Tần gia này. Người bắt buộc phải gánh vác, người đừng làm những chuyện khiến tổ phụ thất vọng. Cháu biết, Tần Châu vuốt vuốt lưng của ông ta, hứa. Sau khi vào cung, Tần lão tướng quân không có đi gặp Hoàng thượng, mà đi thỉnh an Hoàng Thái Hậu. Tần gia rất an phận, người đã lui xuống, trừ phi Hoàng thượng triệu kiến, nếu không tuyệt đối sẽ không chủ động đến gặp. Cho nên, Hoàng thượng dùng cũng rất yên tâm. Thân tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng hậu, Tần Châu vào điện quy bái. Đế hậu khẽ mỉm cười, nhìn nữ tướng anh tư chắc tuyệt Tần Châu, một thân chiến giáp màu vàng. Chấm từng nói, ngươi không cần hành lễ quỳ bái. Hoàng đế hòa ái nói. Hoàng thượng, quân thần khác biệt, lễ không thể bỏ. Tần Châu đứng dậy kính cẩn nói. Hoàng hậu cười nói, đi đường vất vả rồi, mau ngồi. Tạ hoàng hậu nương nương ban ngồi, Tần Châu lúc này mới ngồi xuống. Hiện nay 10 vạn tướng sĩ đều đã sắp xếp ổn rồi chứ. Hoàng đế hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, đều đã sắp xếp ổn rồi, sau khi nghỉ lấy sức, liền lập tức xuất phát đến khu thiên tai. Tần Châu nói, vậy thì tốt, ngươi trở về, lòng của trẫm cũng an tâm hơn nhiều, đúng rồi,
quân của Đại Chu có động thái gì không? Hoàng đế hỏi. Bẩm hoàng thượng, tự lui binh, binh mã của Đại Chu luôn án binh bất động. Tần Báo ở trong quân, chấm cũng yên tâm. Tần Châu nói, hoàng thượng, từ lúc Lương Thảo bị cháy, tuy Châu Phủ lần cận đưa Lương Thảo tới, nhưng không đủ, vẫn là phải có một lượng lớn quân lương mới được, nếu không Đại Chu một khi phát động công kích, quân ta căn bản không thể cầm cự. Chương 583, công tâm làm đầu. Tào Hậu Trấn An nói, đại tướng quân đừng lo lắng, bây giờ Lương Thảo đã trong quá trình gom góp, cũng đã lần lượt đưa đến biên quan, lúc đại tướng quân quay về triều, hẳn là cũng nhìn thấy xe lương thực chạy đến biên cương. Tần Châu nói, đúng vậy, thần có nhìn thấy, chỉ là, số lượng này vẫn còn thiếu rất nhiều, còn nữa, trên đường thần trở về, nhìn thấy dân chúng khu vực thiên tai đều chạy đến nơi khác, nơi nơi đều là dân chạy nạn đói khổ, chẳng lẽ lương thực cứu trợ của triều đình vẫn chưa đến? Lời này, cũng chỉ có Tần Châu dám hỏi. Nếu như là ngày xưa Tần Châu sẽ không hỏi, bởi vì nàng ta chưa từng nghi ngờ bất cứ quyết định nào của hoàng đế, chỉ là trên đường về kinh lần này, những gì mà nàng ta thấy được thật sự quá đáng sợ. Bắc Mạc động đất là chuyện thường có, cũng bởi vậy, hoàng thượng mới muốn xâm chiếm lãnh thổ của nước khác không? Ngừng, giúp dân chúng thoát khỏi nỗi khổ của động đất. Chỉ là, hậu quả mà động đất lần này mang đến hậu quả nghiêm trọng hơn so với bất kỳ trận động đất nào trước kia nhiều. Không phải chưa từng bùng nổ ôn dịch, nhưng mà đều khống chế được rất nhanh. Lần này, động đất đến nay, đã gần một tháng, khu vực thiên tai không chỉ không có bắt đầu xây dựng lại, thậm chí, còn chưa có. Dọn dẹp xong, thi thể chồng chất, nơi trốn đều là tường đổ ngói nát, thậm chí, ngay cả quân nhân duy trì trật tự cũng không có. Tào Hậu Trấn An nói, đại tướng quân đừng lo lắng, bây giờ Lương Thảo đã trong quá trình gom góp, cũng đã lần lượt đưa đến biên quan, lúc đại tướng quân quay về triều, hẳn là cũng nhìn thấy xe lương thực chạy đến biên cương. Tần Châu nói, đúng vậy, thần có nhìn thấy, chỉ là, số lượng này vẫn còn thiếu rất nhiều, còn nữa, trên đường thần trở về. Nhìn thấy dân chúng khu vực thiên tai đều chạy đến nơi khác, nơi nơi đều là dân chạy nạn đói khổ, chẳng lẽ lương thực cứu trợ của triều đình vẫn chưa đến? Lời này, cũng chỉ có Tần Châu dám hỏi. Nếu như là ngày xưa Tần Châu sẽ không hỏi, bởi vì nàng ta chưa từng nghi ngờ bất cứ quyết định nào của hoàng đế, chỉ là trên đường về kinh lần này, những gì mà nàng ta thấy được thật sự quá đáng sợ. Bắc Mạc động đất là chuyện thường có, cũng bởi vậy, hoàng thượng mới muốn xâm chiếm lãnh thổ của nước khác không? Ngừng, giúp dân chúng thoát khỏi nỗi khổ của động đất. Chỉ là, hậu quả mà động đất lần này mang đến hậu quả nghiêm trọng hơn so với bất kỳ trận động đất nào trước kia nhiều. Không phải chưa từng bùng nổ ôn dịch, nhưng mà đều khống chế được rất nhanh. Lần này, động đất đến nay, đã gần một tháng, khu vực thiên tai không chỉ không có bắt đầu xây dựng lại, thậm chí, còn chưa có. Dọn dẹp xong, thi thể chồng chất, nơi trốn đều là tường đổ ngói nát, thậm chí, ngay cả quân nhân duy trì trật tự cũng không có. Tào Hậu Trấn An nói, đại tướng quân đừng lo lắng, bây giờ Lương Thảo đã trong quá trình gom góp, cũng đã lần lượt đưa đến biên quan, lúc đại tướng quân quay về triều, hẳn là cũng nhìn thấy xe lương thực chạy đến biên cương. Tần Châu nói, đúng vậy, thần có nhìn thấy, chỉ là, số lượng này vẫn còn thiếu rất nhiều, còn nữa, trên đường thần trở về, nhìn thấy dân chúng khu vực thiên tai đều chạy đến nơi khác. Nơi nơi đều là dân chạy nạn đói khổ, chẳng lẽ lương thực cứu trợ của triều đình vẫn chưa đến? Lời này, cũng chỉ có Tần Châu dám hỏi. Nếu như là ngày xưa Tần Châu sẽ không hỏi, bởi vì nàng ta chưa từng nghi ngờ bất cứ quyết định nào của hoàng đế, chỉ là trên đường về kinh lần này, những gì mà nàng ta thấy được thật sự quá đáng sợ. Bắc Mạc động đất là chuyện thường có, cũng bởi vậy, hoàng thượng mới muốn xâm chiếm lãnh thổ của nước khác không? Ngừng, giúp dân chúng thoát khỏi nỗi khổ của động đất. Chỉ là, hậu quả mà động đất lần này mang đến hậu quả nghiêm trọng hơn so với bất kỳ trận động đất nào trước kia nhiều. Không phải chưa từng bùng nổ ôn dịch, nhưng mà đều khống chế được rất nhanh. Lần này, động đất đến nay, đã gần một tháng, khu vực thiên tai không chỉ không có bắt đầu xây dựng lại, thậm chí, còn chưa có. Dọn dẹp xong, thi thể chồng chất, nơi trốn đều là tường đổ ngói nát, thậm chí, ngay cả quân nhân duy trì trật tự cũng không có. Chương 584, mê hoặc lòng người. Tần Châu suy nghĩ sâu xa một chút, thật ra nàng ta lại không tin Kỳ Vương sẽ khởi binh tạo phản, nhưng mà, nếu nói Kỳ Vương đã bị Mộ Dung Khanh xúi dục thì sao? Kỳ Vương mấy năm nay vẫn tận sức nhượng bộ, trong miệng nói là hòa bình, nhưng mà, hòa bình không có dễ dàng như vậy, Bắc Mạc binh lực cường đại, cho dù không xâm phạm nước khác,
nước khác cũng sẽ nhận định Bắc Mạc là uy hiếp. Kỳ vương không rõ những chuyện này, luôn ồn ào muốn sống chung một cách hòa bình với các nước khác, có thể sống chung một cách hòa bình sao? Ai cũng không hy vọng có chiến tranh. Hạ Thương Mai nói, trận ôn dịch này gọi là dịch hạch, là từ bọ chét trên người con chuột truyền ra, một khi truyền ra ngoài, tất cả mọi người ở Bắc Mạc đều sẽ nhiễm bệnh, không chỉ có Bắc Mạc, ngay cả các quốc gia ở gần cũng sẽ bị lây bệnh. Đại tướng quân, người nghĩ thử xem, nếu những lời này truyền đến các nước khác, người của các nước khác sẽ nghĩ như thế nào? Tần Châu nói, nương nương không cần lo lắng chuyện này, những lời này của nàng ta, sẽ không có ai tin. Lúc Tần Châu nói lời này, nhìn Tào Hậu một cái, Tần Châu rất thông minh, nàng ta biết Tào Hậu cũng rất thông minh, những lời nói vô căn cứ này, Tào Hậu sẽ không để trong lòng, nhưng mà lại cố ý nhắc tới ở trước mặt nàng ta, điều này làm cho nàng ta cảm thấy kỳ lạ. Nhưng mà, nàng ta và Tào Hậu qua lại với nhau đã lâu, tuy rằng lời của Tào Hậu làm cho nàng ta cảm thấy kỳ lạ, cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Tào Hậu tùy mặt mà gửi lời, biết không có thể nói thêm gì nữa, tức thì cười nói, được rồi, không nói nữa, uống với bổn cung. Một chén. Vâng, thần kính nương nương một ly. Tần Châu không còn nghỉ ngờ, nâng chén nói. Lúc sắp ra khỏi cung, Tào Hậu bỗng nhiên nhắc nhở, mấy ngày đại tướng quân ở trong kinh, nên chú ý nhiều chút, Mộ Dung Khanh bây giờ không biết đang ở đâu, nếu đúng như lời Nghỉ Phi nói, hắn có thể sẽ ra tay với đại tướng quân, đại tướng quân xảy ra chuyện, quân đội Bắc Mạc mất đi tướng soái, như rắn mất đầu, liền có thể tùy ý xâm lược. Tần Châu cười nhạt, khí thế nghiêm nghị, vậy, bổn tướng ngược lại rất muốn xem thử, Mộ Dung Khanh ở trong Bắc Mạc của ta, còn có thể làm được cái gì? Nói xong, Dương Chiến bảo lên, chắp tay rồi đi nhanh. Tào Hậu đứng ở trên thêm đá trong chòi nghỉ mát, nhìn bóng lưng của Tần Châu, khẽ mỉm cười. Nàng ta chậm rãi giơ tay lên, sau đó hạ xuống. Tần Châu suy nghĩ sâu xa một chút, thật ra nàng ta lại không tin Kỳ Vương sẽ khởi binh tạo phản, nhưng mà, nếu nói Kỳ Vương đã bị Mộ Dung Khanh xúi dục thì sao? Kỳ Vương mấy năm nay vẫn tận sức nhượng bộ, trong miệng nói là hòa bình, nhưng mà, hòa bình không có dễ dàng như vậy, Bắc Mạc binh lực cường đại, cho dù không xâm phạm nước khác cũng sẽ nhận định Bắc Mạc là uy hiếp. Kỳ Vương không rõ những chuyện này, luôn ồn ào muốn sống chung một cách hòa bình với các nước khác, có thể sống chung một cách hòa bình sao? Ai cũng không hy vọng có chiến tranh. Hạ Thương Mai nói, trận ôn dịch này gọi là dịch hạch, là từ bọ chét trên người con chuột truyền ra, một khi truyền ra ngoài, tất cả mọi người ở Bắc Mạc đều sẽ nhiễm bệnh, không chỉ có Bắc Mạc, ngay cả các quốc gia ở gần cũng sẽ bị lây bệnh. Đại tướng quân, người nghĩ thử xem, nếu những lời này truyền đến các nước khác, người của các nước khác sẽ nghĩ như thế nào? Tần Châu nói, nương nương không cần lo lắng chuyện này, những lời này của nàng ta, sẽ không có ai tin. Lúc Tần Châu nói lời này, nhìn Tào Hậu một cái, Tần Châu rất thông minh, nàng ta biết Tào Hậu cũng rất thông minh, những lời nói vô căn cứ này, Tào Hậu sẽ không để trong lòng, nhưng mà lại cố ý nhắc tới ở trước mặt nàng ta, điều này làm cho nàng ta cảm thấy kỳ lạ. Nhưng mà, nàng ta và Tào Hậu qua lại với nhau đã lâu, tuy rằng lời của Tào Hậu làm cho nàng ta cảm thấy kỳ lạ, cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Tào Hậu tùy mặt mà gửi lời, biết không có thể nói thêm gì nữa, tức thì cười nói, được rồi, không nói nữa, uống với bổn cung. Một chén. Vâng, thần kính nương nương một ly. Tần Châu không còn nghỉ ngờ, nâng chén nói. Lúc sắp ra khỏi cung, Tào Hậu bỗng nhiên nhắc nhở, mấy ngày đại tướng quân ở trong kinh, nên chú ý nhiều chút, Mộ Dung Khanh bây giờ không biết đang ở đâu, nếu đúng như lời Nghỉ Phi nói, hắn có thể sẽ ra tay với đại tướng quân xảy ra chuyện, quân đội Bắc Mạc mất đi tướng soái, như rắn mất đầu, liền có thể tùy ý xâm lược. Tần Châu cười nhạt, khí thế nghiêm nghị, vậy, bổn tướng ngược lại rất muốn xem thử, Mộ Dung Khanh ở trong Bắc Mạc của ta, còn có thể làm được cái gì? Nói xong, Dương Chiến bảo lên, chắp tay rồi đi nhanh. Tào Hậu đứng ở trên thêm đá trong chòi nghỉ mát, nhìn bóng lưng của Tần Châu, khẽ mỉm cười. Nàng ta chậm rãi giơ tay lên, sau đó hạ xuống. Tần Châu suy nghĩ sâu xa một chút, thật ra nàng ta lại không tin Kỳ Vương sẽ khởi binh tạo phản, nhưng mà, nếu nói Kỳ Vương đã bị Mộ Dung Khanh xúi dục thì sao? Kỳ Vương mấy năm nay vẫn tận sức nhượng bộ, trong miệng nói là hòa bình, nhưng mà, hòa bình không có dễ dàng như vậy, Bắc Mạc binh lực cường đại, cho dù không xâm phạm nước khác cũng sẽ nhận định Bắc Mạc là uy hiếp. Kỳ Vương không rõ những chuyện này, luôn ồn ào muốn sống chung một cách hòa bình với các nước khác, có thể sống chung một cách hòa bình sao? Ai cũng không hy vọng có chiến tranh.
Hạ Thương Mai nói, trận ôn dịch này gọi là dịch hạch, là từ bọ chét trên người con chuột truyền ra, một khi truyền ra ngoài, tất cả mọi người ở Bắc Mạc đều sẽ nhiễm bệnh, không chỉ có Bắc Mạc, ngay cả các quốc gia ở gần cũng sẽ bị lây bệnh. Đại tướng quân, người nghĩ thử xem, nếu những lời này truyền đến các nước khác, người của các nước khác sẽ nghĩ như thế nào? Tần Châu nói, nương nương không cần lo lắng chuyện này, những lời này của nàng ta, sẽ không có ai tin. Lúc Tần Châu nói lời này, nhìn Tào Hậu một cái, Tần Châu rất thông minh, nàng ta biết Tào Hậu cũng rất thông minh, những lời nói vô căn cứ này, Tào Hậu sẽ không để trong lòng, nhưng mà lại cố ý nhắc tới ở trước mặt nàng ta, điều này làm cho nàng ta cảm thấy kỳ lạ. Nhưng mà, nàng ta và Tào Hậu qua lại với nhau đã lâu, tuy rằng lời của Tào Hậu làm cho nàng ta cảm thấy kỳ lạ, cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Tào Hậu tùy mặt mà gửi lời, biết không có thể nói thêm gì nữa, tức thì cười nói, được rồi, không nói nữa, uống với bổn cung. Một chén. Vâng, thần kính nương nương một ly. Tần Châu không còn nghỉ ngờ, nâng chén nói. Lúc sắp ra khỏi cung, Tào Hậu bỗng nhiên nhắc nhở, mấy ngày đại tướng quân ở trong kinh, nên chú ý nhiều chút, Mộ Dung Khanh bây giờ không biết đang ở đâu, nếu đúng như lời Nghỉ Phi nói, hắn có thể sẽ ra tay với đại tướng quân. Đại tướng quân xảy ra chuyện, quân đội Bắc Mạc mất đi tướng soái, như rắn mất đầu, liền có thể tùy ý xâm lược. Tần Châu cười nhạt, khí thế nghiêm nghị, vậy, bổn tướng ngược lại rất muốn xem thử, Mộ Dung Khanh ở trong Bắc Mạc của ta, còn có thể làm được cái gì? Nói xong, Dương Chiến bảo lên, chắp tay rồi đi nhanh. Tào Hậu đứng ở trên thêm đá trong chòi nghỉ mát, nhìn bóng lưng của Tần Châu, khẽ mỉm cười. Nàng ta chậm rãi giơ tay lên, sau đó hạ xuống. Chương 585, Lão Vương gia vẫn luôn ở đây. Người kia chính là Lý Đại Phu của Cục Huệ Dân, lúc đầu Thương Mai đã trói bọn hắn lại nhưng có người đã chui vào cứu hắn ra. Lý Đại Phu khóc nói, Đại tướng quân, tiểu nhân họ Lý, là Đại Phu của Cục Huệ Dân. Trấn quốc vương ra điều động tiểu nhân đi mộc trại hiệp trợ nhiếp chính vương phi chữa bệnh, không ngờ nhiếp chính vương phi hoàn toàn không phải đến chữa bệnh, nàng ta đến để hãm hại bách tính của Bắc Mạc ta, đại tướng quân, ngài nhất định phải bẩm báo chuyện này lên hoàng thượng. Tần Châu đỡ hắn ta dậy, nói, ngươi đừng khóc nữa, bây giờ ngươi đã được an toàn rồi, từ từ nói với ta xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý Đại Phu run run rẩy rẩy đứng lên, lau mặt một cái rồi nói, hồi đại tướng quân, mấy ngày trước, chúng ta phụng mệnh lệnh của Trấn quốc vương ra tới mộc trại để chữa trị bệnh dịch, lúc ấy phu thê nhiếp chính vương Đại Chu cũng ở mộc trại, chúng ta hiệp trợ nàng ta chữa trị mấy ngày liên phát hiện ra người bệnh không những không có chuyển biến tốt đẹp mà ngược lại còn càng ngày càng có nhiều người nhiễm bệnh hơn, lúc ấy tiểu nhân cảm thấy rất kỳ quái nên đã cùng mấy vị đại phu khác len lén nghiên cứu phương thuốc. Phát hiện ra đơn thuốc của nàng ta không hề có tác dụng chữa trị bệnh dịch mà ngược còn làm người ta suy yếu đi, tổn hại đến dương khí. Lúc ấy tiểu nhân cầm đơn thuốc đi tìm nàng ta lý luận, lại bị người của nàng ta đánh cho một trận. Người của nàng ta mang theo rất nhiều người đi cùng sao? Bách tính mộc trại thì sao? Họ đều nhiễm bệnh hết rồi à? Không phải Tô Mộc đang ở mộc trại sao? Sao ngươi không tới tìm hắn để xin giúp đỡ? Tần Châu thấy không ổn, lập tức ngắt lời hắn. Lý Đại Phu tức giận nói, nhiếp chính vương phi kia nói với thôn dân nàng ta là đệ tử của Ôn Yến Đại Phu, y thuật của nàng ta rất cao minh. Phần lớn người bệnh đều bởi vì bệnh dịch hung ác, nếu như không dùng đơn thuốc của nàng ta thì tất cả mọi người sẽ nhiễm bệnh, Tô Đại Nhân sao có thể giúp đỡ tiểu nhân được chứ? Ông ta cũng đã mắc bệnh rồi, không chỉ ông ta, rất nhiều quan binh ở mộc trại đều nhiễm bệnh. Tô Mộc cũng nhiễm bệnh rồi, lửa giận của Tần Châu càng dâng lên, xem ra, Nghi Phi Đại Chu không hề nói dối, phu thê Mộ Dung Khanh có giáp tâm khác. Lý Đại Phu nói, đúng vậy, hôm đó nàng ta sai người đánh tiểu nhân rồi trói lại. Sau đó có một người thôn dân tốt bụng giúp đỡ tiểu nhân mới có thể chạy đi, nàng ta cũng đã biết tiểu nhân chạy trốn nên phái người truy đuổi, tiểu nhân không dám hồi kinh, sợ nàng ta phái người tìm tới nên mới tới chỗ của biểu đệ tiểu nhân nương tựa. Nếu như trước đây, lời nói của Lý Đại Phu đầy thiếu sót như vậy chưa hẳn đã có thể lừa gạt được Tần Châu, nhưng Tào Hậu đã nói trước, hơn nữa còn đọc được thư của Nghỉ Phi, cộng thêm vừa rồi quan sai kia nói là Hạ Thương Mai cho rất nhiều bách tính uống thuốc xong đều bị bệnh. Nàng ta liền nhận định Hạ Thương Mai có dã tâm muốn mưu hại bách tính Bắc Mạc. Nàng ta nén giận, bảo thị vệ đem Lý Đại Phu đưa về kinh thành, nàng ta muốn đích thân đến mộc trại một chuyến. Tìm Hạ Thương Mai. Thị vệ khuyên nhủ, đại tướng quân, một mình ngài đi quá nguy hiểm, vẫn nên để mạt tướng đi cùng ngài. Tần Châu nói, không cần, nơi này là Bắc Mạc chứ không phải Đại Chu, bản tướng sợ cái gì chứ?
nói xong liền đi ra khỏi cửa, chở mình lên ngựa, giơ roi mà đi. Thương Mai bên này vội vàng thí nghiệm phương thuốc, hai ngày nay có thể nói là bận đến mức quay cuồng. Ngày hôm qua Tô Mộc sốt cao, phải dùng thuốc mới có thể hạ sốt, có thể thấy được phương thuốc này có tác dụng với những người bệnh mới bị nhiễm. Nhưng cùng một phương thuốc, dùng với người bị bệnh nặng lại không có nhiều hiệu quả. Ban đầu cho rằng vấn đề ở phân lượng, tăng thêm lượng thuốc nhưng hiệu quả vẫn không mấy khả quan. Xem ra, phải tìm ra chìa khóa vàng mới được. Thương Mai, có thư bồ câu đưa tới. Nhu Dao đi vào, trong tay cầm một tờ giấy, đưa tới. Thương Mai đang bận sứt đầu mẻ trán, nghe thấy có thư bồ câu đưa tới thì ngơ ngác một lúc mới đưa tay nhận lấy, dùng bồ câu đưa thư. Là Lão Thất sao? Không phải, là Cao Phụng Thiên gửi đến cho Linh Lợi. Nhu Dao nói. Thương Mai nhanh chóng mở ra xem, trước đó cô đã dặn Cao Phụng Thiên và Linh Lợi để ý xem bệnh dịch có lan đến biên giới Đại Chu hay không. Cao Phụng Thiên nói bệnh dịch vẫn chưa lan đến đó, tất cả vẫn bình thường. Không có ai nhiễm bệnh dịch, chuyện này khiến Thương Mai cảm thấy nhẹ nhõm. Đại Chu không phát hiện người nào nhiễm bệnh dịch thì chúng ta vẫn phải ở lại nơi này. Nhu Dao nói, chỉ ở đây mới có dịch hạch, muốn quan sát bệnh tình, muốn nghiên cứu chế tạo đơn thuốc thì chỉ có thể ở lại đây. Thương Mai nói, không có thì càng tốt, mặc dù ở lại đây khá nguy hiểm nhưng ít nhất chúng ta ở đây, Lão Thất sẽ có thể làm việc. Hôm nay đơn thuốc có phát triển gì mới không? Nhu Dao hỏi, đêm nay đi, hai người ở Tây Phòng thế nào rồi? Tình hình không tốt lắm, sốt cao mãi không giảm, nói mê sảng, da lở loét. Nhu Dao bỏ khẩu trang xuống, nhưng tình hình của Tô Đại Nhân đã tốt hơn rất nhiều rồi, chắc là uống thêm mấy ngày thuốc nữa sẽ không có vấn đề gì. Toa thuốc này có tác dụng, ít nhất là nó có thể chữa được cho những người mới nhiễm bệnh hoặc để đề phòng bệnh dịch. Nhu Dao, người dùng bồ câu đưa thư gửi đơn thuốc này cho Cao Phụng Thiên đi, bảo hắn đưa đến mấy trấn nhỏ ở biên giới Đại Chu, để nha môn phát thông cáo, tất cả dân chúng đều phải uống đơn thuốc này. Thương Mai nói, được, Nhu Dao tự mình viết một đơn thuốc, trở lại ta sẽ đưa nó cho Linh Lợi. Thương Mai hỏi, bên phía An công chúa có hồi âm gì không? Không có. Một đi không trở lại, không có bất kỳ hồi âm gì, có lẽ Hoàng đế Bắc Mạc cũng không hề phân phát đơn thuốc xuống dưới, không biết An công chúa có nghĩ ra biện pháp nào không? Nhu Dao, chúng ta không thể trông đợi vào Hoàng đế Bắc Mạc được, tự bản thân chúng ta phải ngăn chặn bệnh dịch lây lan. Thương Mai đặt thuốc trong tay xuống, nói. Nhưng chúng ta có thể làm được cái gì? Nhu Dao tỏ ra vẻ rất chán nản, dù sao thì nơi này cũng không phải Đại Chu, làm bất cứ chuyện gì đều có người quản chế. Nhất là thế lực của chúng ta đơn bạc, cũng không đủ người. Muốn Bắc Mạc phối hợp với chúng ta thì chỉ có cách là mấy quốc gia cùng nhau tạo áp lực cho hắn, ngươi cảm thấy ai có thể nhanh chóng truyền tin tức này cho mấy nước lần cận Bắc Mạc đây? Hơn nữa, còn phải có sức thuyết phục, có thể khiến các nước khác tin tưởng vào tính chân thực của chuyện này. Thương Mai hỏi, ta đi tìm Linh Lợi, hai mắt Nhu Dao sáng lên, quay người đi ra ngoài. Một lát sau, Nhu Dao cùng Linh Lợi đi vào. Linh Lợi nghe Thương Mai nói xong thì suy nghĩ một chút, có một người đấy, người này chính là An Nhiên Lão Vương gia. An Nhiên Lão Vương gia, Thương Mai vui mừng, không sai, thanh danh của An Nhiên Lão Vương gia vang dội bảy nước, nếu ông ta nói bệnh dịch sẽ lây lan thì nhất định mọi người sẽ tin tưởng. Nhưng không phải An Nhiên Lão Vương gia đã mất tích rồi à? Tìm ông ta ở đâu được chứ? Nhu Dao sầu khổ hỏi thăm. Đúng vậy, muốn tìm ra ông ta, nói nghe thì dễ. Thương Mai không khỏi nản lòng, nếu như ông ta ở đây thì chắc chắn sẽ biết chìa khóa vàng là cái gì. Linh Lợi không nói gì nhưng bờ môi hơi mấp máy, nhìn Thương Mai rồi lại nuốt lời định nói xuống. Nhu Dao nhìn nàng ta, hỏi, Linh Lợi, có phải ngươi biết tung tích của ông ta đúng không? Linh Lợi nhìn Nhu Dao, ấp úng một chút nhưng vẫn không nói ra cái gì. Thương Mai thấy thế, nói, Linh Lợi, nếu ngươi biết tung tích của ông ta thì mau nói ra đi. Đừng do dự nữa, đã có không ít bách tính chết bởi bệnh dịch rồi. Lúc này Linh Lợi mới nói, thật ra lúc chúng ta tới Bắc Mạc, Lão Vương gia cũng đi theo chúng ta, trước đó vài ngày còn liên hệ với ta, chỉ là không biết mấy ngày nay đã đi nơi nào rồi. Hả, Thương Mai kinh ngạc, ông ta cũng đi theo. Vậy tại sao ông ta lại không tự mình chữa trị? Ta cũng không biết, nhưng nghe nói là Bắc Mạc và Đại Lương không hợp nhau, về phần cụ thể như thế nào thì ta cũng không rõ lắm. Thương Mai cảm thấy rất khó tiếp nhận, có chuyện gì mà không thể buông xuống được chứ? Trận bệnh dịch này người chết là bách tính, nhiều mạng người như vậy, ông ta cũng là đại phu mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 39.